Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết. Tập 73. Chương 721. Đùa giỡn công chúa trước mặt vương tử. Nữ nhân của ngươi. Minh Nhân ôm mặt đứng lên, không thể tin nổi nhìn Phỉ Nhi tức giận nói, Phỉ Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói với ta rằng đây không phải là sự thật. Phỉ Nhi liếc nhìn Minh Nhân không nói một lời. Lưu Phong lại đi tới, ôm Phỉ Nhi vào lòng, cúi xuống thơm trán Phỉ Nhi, sau đó lại hôn cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi màu anh đào. Minh Nhân thấy Phỉ Nhi không có vẻ gì cự tuyệt, sắc mặt tức thì biến động không ngừng, trong lòng nảy sinh hận ý vô biên. Phỉ Nhi giống như dãy dụa một chút, nhưng mà cuối cùng lại vươn đôi tay cuốn chặt cổ Lưu Phong, nhiệt liệt nghênh đón đôi môi Lưu Phong. Lưu Phong cố tình kích động Minh Nhân, ngoại trừ hôn môi, đôi tay to của hắn ở sau lưng Phỉ Nhi liên tục vuốt ve lên xuống rồi hạ tới đồn bộ. Thân thể Phỉ Nhi trước mặt Lưu Phong đúng là luôn mẫn cảm, tuy rằng chỉ là vuốt ve cùng hôn hít, nhưng mà cả người nàng đã bắt đầu nóng lên, miệng mũi khi đó không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ cùng thở dốc. Đủ rồi, các ngươi dừng lại cho ta. Minh Nhân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm hướng hai người đánh tới, nhưng đến khoảng cách một trượng đột nhiên bị một cỗ khí tức vô hình cản trở. Phỉ Nhi, ta sai rồi, nàng đừng giận dỗi nữa được không? Nhìn nữ nhân ban đầu là của mình nay lại cùng nam nhân khác nồng nhiệt, Minh Nhân sắp phát điên. Tuy là trước kia trong lòng hắn cũng không phải thực sự thích Phỉ Nhi, nhưng cũng không hy vọng nữ nhân của mình bị người khác chiếm cứ. Nghe Minh Nhân phẫn nộ, trong lòng Phỉ Nhi tựa hồ có cỗ khoái cảm trả thù. Nàng nhớ rõ rằng, một lần nàng đi tìm Minh Nhân, hắn không những chẳng để ý tới nàng mà còn tán tỉnh nữ nhân khác trước mặt mình. Bảo bối, muốn gì nào? Âm thanh dụ hoặc của Lưu Phong rót vào lỗ tai Phỉ Nhi. Nghe được Lưu Phong gọi mình là bảo bối, Phỉ Nhi nhất thời có chút kích động, chủ nhân, giờ ta. Ta muốn ngươi vuốt ve ta. Lưu Phong cười hắc hắc, tay trái gắt gao đè trên đồn bộ Phỉ Nhi, tay phải chậm rãi chuyển từ lưng ra trước ngực nàng, thành thục nhào nặn đôi quả bạo mãn. Trên dưới đồng thời bị kích thích, thêm vào đó là khoái cảm trả miếng, Phỉ Nhi nhịn không được lớn tiếng rên rỉ ưỡn lên. Hai tay gắt gao ôm chặt cổ Lưu Phong, không ngừng uốn éo thân mình, nhắm mắt đón nhận nam nhân âu yếm. Trong lúc Phỉ Nhi điên cuồng không ngừng uốn éo thân thể, tay phải Lưu Phong đã từ cổ Phỉ Nhi lén lút trượt tới ngực nàng. Mạnh mẽ xoa nắn song phong mềm mại cao vút. Phỉ Nhi bỗng thấy một cảm giác tê dại khắp mình, thân hình càng dán, sát vào Lưu Phong, tay nhỏ thậm chí sờ tới đũng quần nam nhân. Âm thanh Lưu Phong lại nhẹ nhàng vang lên bên tai Phỉ Nhi, bảo bối, không bằng bây giờ ta trêu chọc nàng một cái. Phỉ Nhi hai mắt mê ly, gương mặt như một mảng lửa đỏ, thở gấp nói, chủ nhân, không nên ở trong này. Phỉ Nhi không hy vọng việc hoan ái của mình bị Minh Nhân bất đắc dĩ này chứng kiến. Hai người chẳng ai để ý tới ở mái hiên gian phòng phía xa, một nam nhân mặc y phục dạ hành đang phẫn nộ nhìn hai người. Trong mắt lộ vẻ sát ý, bảo bối, đi trước đi, ta nhất định đem ngươi đi đùa giỡn một phen. Lưu Phong đưa tay sờ soạng bên ngoài quần áo vùng hạ thân nữ nhân. Nơi đó quả thực đã có một chút hồng thủy tràn ra. Ân Phỉ Nhi vội vàng gật đầu đồng ý. Triệt hồi bức tường khí vô hình, Lưu Phong cùng Phỉ Nhi đồng thời đi tới, nhìn Minh Nhân cười lạnh một trận. Minh Nhân hình như đã bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lưu Phong và Phỉ Nhi hỏi, các ngươi rốt cục có quan hệ gì? Phỉ Nhi, vì cái gì mà phải làm như vậy? Chúng ta là tình lữ. Lưu Phong muốn giữ gìn mặt mũi Phỉ Nhi một chút. Hắn là chủ nhân của ta. Phỉ Nhi ăn ngay nói thật. Hai người trả lời mà chẳng giống nhau, vừa đủ để chứng minh quan hệ song phương. Nô lệ. Minh Nhân nghe vậy, thoạt đầu sợ run, lập tức cười to một trận, buồn cười, quả thực buồn cười. Không tưởng được đường đường là công chúa cao lệ mà lại thành nô lệ nam nhân. Tiện nhân, ta sớm biết ngươi không phải là cái gì tốt đẹp. Minh Nhân ác độc nói với Phỉ Nhi. Hắn quên hẳn là chính Phỉ Nhi đưa người cứu hắn thành công. Nữ nhân của lão tử mà ngươi có thể vũ nhục ư? Dù rằng Lưu Phong chưa từng cho Phỉ Nhi sự tôn trọng, nhưng không có nghĩa là người khác cũng có thể tùy ý sỉ nhục nàng. Vừa dứt lời, Lưu Phong tung một cước nhằm tới đũng quần Minh Nhân. Tuy rằng hắn đặt chân rất nhẹ, đắn đo đúng mực, nhưng vẫn là kịch liệt đau đớn làm cho Minh Nhân kêu thảm vài tiếng. Nếu không muốn chết vì lời nói thì ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Phỉ Nhi thấy Lưu Phong ra tay vì mình, trong bụng có vẻ sảng khoái tức thì lạnh lùng cảnh cáo Minh Nhân. Minh Nhân bị đánh mấy lần,
dần dần bình ổn lại. Hắn có vẻ ý thức được thân phận Lưu Phong dứt khoát không phải đơn giản như vậy. Trực giác nói cho hắn, nam nhân này không thể chọc vào. Hắn thậm chí thấy sát khí trong ánh mắt Lưu Phong dày đặc hơn. Tiểu quỷ tử, ngươi trong lòng tám phần hận ta muốn chết phải không? Lưu Phong khinh thường cười nhạt, đừng quên, cái mạng chó của ngươi chính là lão tử vừa mới đánh gãy chân thiên, chiếu cứu lại. Đối với ân nhân cứu mạng, ngươi chẳng những không cảm kích lại còn tràn ngập thù hận. Đây là thứ suy xét sự việc kiểu gì vậy? Lời vừa nói ra, thân hình Minh Nhân run bắn lên. Hắn kinh ngạc nhìn Lưu Phong, gương mặt đầy vẻ hoài nghi, hiển nhiên hắn không tin lời nói Lưu Phong. Thiên Chiếu là thần bảo vệ phù tang, một thần linh chân chính. Như thế nào mà thần linh lại bị một người thường đánh bại? Lúc trước khi Minh Nhân ở đại điện, Thiên Chiếu không gian chưa tiêu biến, tầm nhìn hầu như bị che đậy, cho nên không thấy phép bí truyền của Lưu Phong cùng Thiên Chiếu. Bởi vậy căn bản là không tin lời Lưu Phong. Nói chính xác, hắn không thể tin được. Trong lòng hắn, Thiên Chiếu là thần, một vị thần linh chân chính. Không có khả năng con người đánh bại thần linh. Phỉ Nhi tựa hồ biết tâm tư của hắn, hừ một tiếng, nghiêm túc mà nói, không cần hoài nghi, lời chủ nhân đều là sự thật. Thiên Chiếu quả thực bị hắn đánh chạy. Kỳ thật, Thiên Chiếu bị Bạch Khiết cùng Lưu Phong hợp lực đánh bại, còn Phỉ Nhi lúc đó cũng không ở đấy, cho nên hoàn toàn không biết sự tình. Mà Lưu Phong này hiểu rõ sự tình giả, nhưng lại vô sỉ thừa nhận, không có khả năng. Minh Nhân sắc mặt biến đổi, hắn càng không ngừng lắc đầu, có lẽ nào như vậy. Hắn chính là một con người a, Thiên Chiếu đại thần làm sao có thể thua bởi con người được. Ta không tin, ta không tin. Phỉ Nhi đi tới, giơ tay tát mạnh vào mép Minh Nhân, vì mạng sống của ngươi, ta phải đánh để cảnh tỉnh ngươi. Ta biết trong lòng ngươi oán hận chủ nhân của ta, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi. Chủ nhân của ta tuyệt đối không phải là người mà ngươi có thể chọc vào được. Nếu ngươi không muốn chết, nếu ngươi muốn đoạt lại hết thảy những thứ đã mất đi, tốt nhất là ngươi ngậm cái miệng thối lại. Đầu tiên hãy nhận rõ tình thế trước mắt, sau hãy nói. Phỉ Nhi lo lắng Lưu Phong có thể đem Minh Nhân giết chết như bóp một con kiến vậy. Trời ơi, vì sao lại ra như vậy? Sau khi thống khổ kêu lên một tiếng, Minh Nhân cố gắng làm tâm tình ổn định trở lại, thận trọng suy xét lời nói của Phỉ Nhi. Chính xác, hắn muốn sống, hắn cũng muốn đoạt lại hết thảy quyền thế trước kia thuộc về hắn. Hắn muốn đánh bại đại ca hắn là đại vương tử Đức Nhân. Hít sâu một hơi, Minh Nhân đứng dậy bình tĩnh nói, Phỉ Nhi, nói cho ta biết, bây giờ ta nên làm như thế nào? Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, không vui nói, Phỉ Nhi, là ngươi bảo gọi như vậy. Phỉ Nhi biết tâm tư Lưu Phong, vội vàng nói, Minh Nhân, ngươi vẫn gọi ta là công chúa đi. Minh Nhân âm thầm thở dài một tiếng, gật gật đầu, nói, công chúa, ngươi chỉ con đường sáng cho ta đi, trong lúc đó ngươi kỳ vọng chúng ta sẽ hợp tác như thế nào? Phỉ Nhi liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, thấy hắn gật đầu, bấy giờ mới nói, rất đơn giản, chúng ta cam đoan đem ngươi an toàn về Hoàng Cung. Sau khi nắm quyền lực ngươi nhất định phải đảm bảo Phù Tang cùng Cao Lệ hai nước kết minh. Mặt khác ngươi cần phải ký hiệp định cam đoan tính hợp pháp các thành trì chủ nhân ta chiếm đoạt của Phù Tang. Minh Nhân nghe vậy, sắc mặt không thay đổi. Yêu cầu hai nước kết minh của Phỉ Nhi thực ra không có khó khăn gì. Nguyên chuyện thực hiện hai nước cùng thắng thật là việc tốt. Nhưng còn chuyện của Lưu Phong thì tựa hồ có chút khó khăn. Không thể nghi ngờ đó chính là bán đứng lãnh thổ quốc gia mình. Nói như vậy sẽ có rất nhiều phiền toái trong tương lai. Hơn nữa, một khi sự tình truyền ra cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự hắn. Minh Nhân, ngươi có cảm thấy ngươi đang thừa hơi mặc cả đường sống sao? Lưu Phong khinh thường nói, ở trong mắt ta ngươi chẳng qua là con kiến bình thường. Chỉ cần ta muốn, ta có thể đem ngươi bóp chết giống như bóp một con kiến. Phỉ Nhi cũng vội vàng nói, Minh Nhân, sống hay chết là do ý niệm của ngươi. Hoặc lên thiên đường, hoặc xuống địa ngục chính ngươi cần phải hiểu rõ. Minh Nhân thở dài một tiếng, cười khổ nói, công chúa, ngươi nói đúng. Hoặc lên thiên đường, hoặc xuống địa ngục. Hơn nữa, ta xác thực đã không còn được lựa chọn con đường sống. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Tiểu quỷ tử, ngươi cũng không tệ lắm. Lưu Phong khinh miệt nói. Minh Nhân liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, ánh mắt có chút phức tạp, ân công, ngươi thực sự đả bại Thiên Chiếu đại nhân. Tuy rằng trong lòng Minh Nhân vẫn oán hận rất sâu đối với Lưu Phong như trước, nhưng ở biểu hiện bên ngoài của hắn vẫn là kính cẩn. Hắn biết rõ, bây giờ vận mệnh của hắn nằm ở trong tay người khác, hắn không dám có chút dị động. Không sai,
Thiên Chiếu Đại Thần đương nhiên rất mạnh, nhưng vẫn là thua ở tay ta. Tiểu quỷ tử, biểu hiện của ngươi không tồi, hoàn toàn là một con tắc kè bông a. Trong giọng Lưu Phong rõ ràng mang theo một tia trào phúng. Đối với sự châm chọc của Lưu Phong, Minh Nhân cũng chỉ có thể âm thầm mắng. Minh Nhân, kỳ thật Thiên Chiếu có phải? Phỉ Nhi đang muốn mở miệng, đột nhiên bị Lưu Phong cắt đứt. Tốt lắm, nghỉ ngơi một chút, mọi người nhanh chóng dọn dẹp đi. Phỉ Nhi, không cần đem thân phận thực sự của Thiên Chiếu nói ra. Lưu Phong vội vàng truyền âm cho Phỉ Nhi. Phỉ Nhi đầu tiên ngẩn người ra, rồi lập tức hiểu được ý Lưu Phong. Dù cho Minh Nhân đối với thân phận Thiên Chiếu, rất tin không hề ngờ, vậy sao không để cho hắn tiếp tục hiểu lầm nữa? Như vậy càng thể hiện giá trị của Lưu Phong hơn. Ngẫm lại, một con người có thể đánh bại thần linh, đó hẳn là ở tầm cỡ thực sự cường đại a. Sau đó, hai người ở thần xã tìm một căn phòng ở sạch sẽ chuẩn bị nghỉ tạm một lúc. Về phần Minh Nhân đã có võ sĩ Hắc Ám cùng người của Phỉ Nhi trông coi. Trên mái hiên cách đó không xa, Hắc Y Nhân nhìn hai người đi vào phòng, hận ý trong lòng càng sâu. Sau một thoáng do dự, hắn cởi bỏ trang phục dạ hành lộ ra bộ mặt thật. Nếu như Phỉ Nhi có mặt ở chỗ đó, hẳn là nhận ra thân phận người này, hắn là Vô Hoa. Phỉ Nhi, lát nữa ta phải đi về Phúc Thành. Ta giao mấy tên võ sĩ Hắc Ám cho ngươi, sau này bọn họ là vệ sĩ của ngươi. Còn tên tiểu quỷ tử kia, ngươi tự mình đưa hắn đi. Chờ công việc xong rồi, ngươi sẽ lại đến gặp ta. Phỉ Nhi nghe nói vậy, gật đầu nói, ân, việc đầu tiên ta làm sau khi giải quyết xong việc là đi tìm người. Chủ nhân, Phỉ Nô muốn. Ha ha, tiểu dâm phụ yên tâm, ta sẽ cho ngươi ăn no một chuyến. Lưu Phong cười mập mờ. Chủ nhân, nô tỳ muốn dính vào người. Phỉ Nhi không cam lòng yếu thế nói một câu, sau đó tiếp, chủ nhân, ta đi chuẩn bị chăn đệm trước. Nói xong Phỉ Nhi đi tới, cúi người dọn dẹp. Đường cong hoàn mỹ đồn bộ cùng ngọc thối đập thẳng vào mắt làm Lưu Phong động tâm. Đồn bộ Phỉ Nhi rất lớn rất vểnh a, hai chân thon dài. Hơn nữa thân nhỏ lưng eo tinh tế, dáng người thực sự khiến cho bốc lửa a. Lưu Phong yên lặng không một tiếng động đi đến phía sau Phỉ Nhi. Đặt tay lên bàn tọa nàng, nhẹ nhàng nói, lên giường đi. Phỉ Nhi tâm thần rung động, vội vàng nghe theo lên giường. Đem đồn bộ phì nhiêu thơm mát bày ra cho Lưu Phong. Lưu Phong nhanh chóng tốc váy dài của nàng đến thắt lưng, lộ ra đùi ngọc trơn bóng trắng nõn cùng đồn bộ kiều mỹ tròn trịa, một bên thưởng thức, một bên vuốt ve. Phỉ Nhi nhất thời rên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng đong đưa đồn bộ, nhắm mắt nghênh đón nam nhân. Lưu Phong đưa tay đem quần lót nhỏ trắng của nàng kéo đến đầu gối, hai tay nắm khối cầu thịt non bóng mềm mại. Lập tức cởi bỏ quần áo của mình, theo sau lưng mỹ nhân đâm vào. Chàng phóng túng dập mạnh kiều đồn tròn chỉnh tự nhiên, đưa nữ nhân lên đỉnh dục vọng. Sau khi xong việc, hai người ôm nhau một chỗ ấm áp hưởng thu tình cảm mãnh liệt. Đột nhiên trong viện truyền đến một hồi âm thanh ồn ào, sư muội, ngươi ở đâu? Chương 722, Lưu Phong bị đâm một kiếm. Phỉ Nhi nghe vậy thân hình run nhẹ một chút, nhíu mày nói, chủ nhân, hình như là âm thanh sư huynh Vô Hoa. Lưu Phong một tay còn vuốt ve chỗ bạo mãn của nữ nhân, sắc mặt không vui nói, ngươi có một sư huynh, ta làm sao biết được. Phỉ Nhi vội vàng giới thiệu một lần cho Lưu Phong về sư môn. Nhưng mà có một việc nàng che giấu là tình ý của Vô Hoa đối với nàng. Sư muội, ngươi ở đâu? Ta là sư huynh Vô Hoa, ta tìm ngươi, có việc gì chăng? Âm thanh Vô Hoa tiếp tục truyền đến, chủ nhân, nếu ta không mặc quần áo, xem chừng. Phỉ Nhi có chút khó xử nhìn Lưu Phong, cẩn thận hỏi han, trong lòng sợ làm hắn không vui. Lưu Phong cười hờ hững, đưa tay phát một cái lên đồn bộ tròn trịa trắng nõn, nói, đi thôi, chúng ta cũng nên chia tay, ta ở Phúc Thành còn có chuyện phải làm. Phỉ Nhi có phần luyến tiếc Lưu Phong, chính xác mà nói là thân thể nàng không nỡ rời Lưu Phong. Chủ nhân, ngươi chờ ta à, chờ ta giải quyết xong sự tình, nhất định sẽ mau đi chóng tìm ngươi. Phỉ Nhi nũng nịu nói, đầy nét xuân tình. Lưu Phong cười hắc hắc, thầm nghĩ, thân thể nữ nhân bổng tử này đã hoàn toàn bị bắt giữ, phỏng chừng không lâu sau thì trái tim nàng cũng sẽ làm tù binh. Chủ nhân, ngươi cũng mặc quần áo thôi, cẩn thận không lại bị người khác chiêm ngưỡng xuân quang. Phỉ Nhi đã mặc quần áo xong. Uốn mình chậm rãi đi tới toàn thân toát ra vẻ nũng nịu, gại gại hạ thân Lưu Phong rồi há miệng nằm thở hổn hển ngậm tiểu đệ đệ, lại hôn một cái. Lưu Phong vội vàng đẩy đầu nữ nhân ra, tức giận nói,
đừng có đùa giỡn nữa. Sau đó vội vàng mặc quần áo vào. Miệt mài quá độ cũng không phải chuyện tốt. Sư muội, sao ngươi còn không ra? Nếu không thì ta vào. Âm thanh lo lắng của Vô Hoa lại truyền đến. Phỉ Nhi hừ một tiếng, sắc mặt có chút không vui, một tay đẩy cánh cửa ra, bất mãn nói, Vô Hoa sư huynh, ngươi la to là có ý tứ gì? Đúng rồi, có ai mời ngươi tới nơi này? Vô Hoa cũng không có trả lời Phỉ Nhi mà lập tức đi vào, oán hận nhìn Lưu Phong, ngươi là ai? Ta khuyên ngươi mau tránh xa Phỉ Nhi. Nếu không ta muốn xem tài ngươi. Vô Hoa, im miệng, không được vô lễ với chủ nhân của ta. Phỉ Nhi dường như đã thừa nhận thân phận nô lệ của mình, bởi vì nàng thấy rằng trở thành nô lệ của thần dưới dạng một nam nhân cũng không phải là một chuyện mất mát gì. Ngược lại, nàng cảm thấy rằng đây là một loại vinh quang. Nếu Lưu Phong biết được ý nghĩ của nàng, hẳn là hắn lại cười nhạo coi thường tiểu bổng tử. Vô Hoa nghe vậy, dường như hơi sửng sốt, nói có chút khó tin, đương nhiên là bởi do cái miệng cao ngạo của công chúa. Nói ra, trong trí nhớ Vô Hoa, Phỉ Nhi công chúa vẫn là một nữ nhân cao ngạo. Giờ chính nàng lại thừa nhận nam nhân này là chủ nhân của nàng. Vô Hoa, nói thật cho ngươi biết, chủ nhân của ta đã đánh thiên chiếu chạy đi. Nơi này chẳng có chuyện gì của ngươi, ngươi nhanh đi thôi. Phỉ Nhi nói như vậy bởi vì nàng không muốn cho Vô Hoa phải chết. Nàng biết Lưu Phong không có cảm tình với người cao lệ. Hơn nữa, thái độ Vô Hoa không tốt, thật dễ dàng chọc giận Lưu Phong. Hắn đánh thiên chiếu chạy. Vô Hoa lúc trước luôn luôn đứng ngoài xa quan sát, nhưng mà không chứng kiến đại điện nơi Lưu Phong cùng thiên chiếu giao đấu. Ngươi không phải hoài nghi, chủ nhân của ta hơn hẳn thiên chiếu. Nếu ta nói là thần thì cũng không quá. Khẩu khí Phỉ Nhi đầy vẻ tự hào. Ta, lão tử là thần, nói thế này thì cũng quá khoa trương. Nhưng mà so với thiên chiếu thì Lưu Phong cũng cảm thấy mình giống thần. Lão tử so với vẻ đẹp của hắn, so với tiềm lực hắn, về tu vi sớm muộn cũng phải đọ thấp cao với hắn. Tưởng tượng như vậy, Lưu Phong liền yên tâm, thoải mái tiếp nhận vinh dự của thần. Không có khả năng, điều này sao có thể? Vô Hoa há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng nửa phần e dè, nửa phần sợ hãi. Cùng nam nhân như vậy tranh đoạt Phỉ Nhi, căn bản là chuyện bất khả thi. Sư muội, ta chúc phúc cho người. Ngay lúc đó, nét mặt Vô Hoa ổn định lại, hắn hướng về Phỉ Nhi hé một nụ cười chân thành nói. Phỉ Nhi sừng sốt một chút, lập tức cười nói, cảm ơn sư huynh. Lưu Phong chậm rãi đi tới, vỗ vỗ vai Vô Hoa cười nói, sư huynh kỳ thật ngươi rất tốt. Tin tưởng ngươi sẽ có nữ nhân thích hợp. Lưu Phong tỏ ra cao thượng, nói xong liền đi về phía Phỉ Nhi. Vô Hoa nhìn lưng Lưu Phong, sắc mặt có chút biến động, trong con ngươi hiện lên một tia sát khí mãnh liệt, ta muốn giết ngươi. Vô Hoa hình như là phát điên, nháy mắt tụ tập lực lượng toàn thân, xuất ra một trường kiếm nhằm Lưu Phong đâm tới. Trong lòng Lưu Phong phát sinh cảnh giác, thầm kêu không tốt vội vàng né tránh. Đáng tiếc sự việc xảy ra đột ngột, hơn nữa Vô Hoa ngưng tụ tu vi toàn thân, cho nên vẫn hơi chậm một chút. Căn bản là không thể né tránh hoàn toàn. Vì vậy, Lưu Phong vội vàng triển khai hộ thân chân nguyên, hy vọng mượn nó để chống lại công kích của Vô Hoa. Oanh, oanh một tiếng, thân thể Lưu Phong bị Vô Hoa đánh trúng. Mặc dù có hộ thân chân nguyên, nhưng mà thân hình hắn vẫn nặng nề ngã xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian ngắn, cho đến khi Lưu Phong hộc máu, Phỉ Nhi mới phản ứng lại tốc độ, cực nhanh. Nàng vội vàng ôm Lưu Phong nằm trên đất vào ngực khóc nói, chủ nhân, ngươi không sao chứ, ta phải làm gì bây giờ? Phỉ Nhi cũng không có kinh nghiệm chữa trị thương tích cho người, vì vậy cũng không dám tùy tiện truyền chân nguyên cho Lưu Phong. Lưu Phong lắc đầu, hít sâu một hơi ý bảo Phỉ Nhi nâng hắn lên. Tứ đại nguyên anh cùng nhau vận chuyển, bắt đầu khôi phục thương thế. Vô Hoa một kích đắc thủ, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, quyết định tiêu diệt Lưu Phong. Tới lúc này, dường như hắn đã có phần điên rồi, ai dám hại tiểu tình nhân của ta. Trong nháy mắt Bạch Tuyết đã phản ứng vội vàng hiện thân che Lưu Phong, giận dữ quát một tiếng trở tay xuất kiếm. Trước khi Vô Hoa kịp công kích đã đánh hắn ngã lăn xuống đất. Bạch Khiết nén giận xuất thủ, tuy rằng không muốn lấy mạng hắn nhưng cũng phải để hắn chịu đựng. Vô Hoa liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Sau khi giáo huấn Vô Hoa, Bạch Khiết vội vàng đi tới Lưu Phong. Lúc nàng đến, Lưu Phong đã tự mình trị thương, trong lòng nhẹ nhõm thở một hơi. Phỉ Nhi lần đầu trông thấy Bạch Khiết, trong lòng có chút kinh ngạc. Trước giờ nàng ẩn nơi nào,
làm sao từ trên người chủ nhân hiện ra? Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua mỹ nữ à? Bạch Khiết liếc nhìn Phỉ Nhi một cái, tức giận nói, nếu không phải là ngươi, tiểu tình nhân cũng không phải chịu tội như vậy. Phỉ Nhi nghe vậy, hổ thẹn cúi đầu, cũng không nói gì. Là ngươi làm bị thương Quai Chát Nhi của ta. Đúng lúc này, trước mặt Vô Hoa đột ngột xuất hiện một nữ tử tuyệt sắc, vẻ mặt giận dữ chất vấn. Vô Hoa này hoàn toàn á khẩu, Lưu Phong này rốt cuộc là người như thế nào? Trong thời gian ngắn ngủi mà có tiên tử và nữ nhân đến bảo vệ hắn. Đồ vô liêm sỉ này, đến Chát Nhi của Thu Xương ta mà ngươi cũng dám đả thương, xem ta thu thập ngươi. Trước chặt bỏ cánh tay ngươi, sau hãy nói. Nói xong, nữ tử nhẹ nhàng hô tay một chút, một đạo kiếm khí tức khắc lướt qua tay phải hắn. Không có sao, Vô Hoa cảm giác cánh tay tựa hồ không bị thương thế gì, thậm chí ngay cả một chút đau đớn cũng không có. Nữ tử hừ một tiếng, không để ý hắn nữa mà xoay người đi tới Lưu Phong. Phong Nhi không có việc gì chứ? Nữ tử đi tới hỏi Bạch Khiết. Bạch Khiết cẩn thận đánh giá nữ tử vài lần, khẽ nhíu mày, xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi là? Trong trí nhớ của nàng, bên người Lưu Phong dường như không có nữ nhân như vậy. Ta gọi Thu Xương, là di nương Phong Nhi. Nữ tử mỉm cười tự mình giới thiệu. Là di nương. Bạch Khiết cùng Phỉ Nhi hơi kinh hãi, nhìn dáng nữ tử này chẳng qua mới hai, mấy tuổi, không nghĩ rằng Lưu Phong còn có sở thích như vậy. Nhìn gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai nàng nhìn mình chằm chằm, Thu Xương không vui nói, khỏi phải nghi ngờ, ta chính là di nương Lưu Phong. Rồi các ngươi sẽ hiểu, các ngươi trước hết ra ngoài một chút, ta muốn trợ giúp Phong Nhi trị thương. Căn cứ tốc độ hiện nay, khẳng định không quá 10 ngày nửa tháng. Thu Xương cẩn thận xem qua vết thương Lưu Phong, sau đó kết luận. Bạch Khiết cùng Phỉ Nhi nghe xong lời của nàng, cũng không lui lại. Ngược lại bảo vệ tả hữu hai bên Lưu Phong, vẻ mặt đầy cảnh giác. Ai biết ngươi là ai? Ai biết ngươi có mục đích gì? Ai biết có phải ngươi đến đây hại tiểu tình nhân ta? Bạch Khiết cũng không tin Thu Xương. Phỉ Nhi đối với mục đích cùng thân phận của Thu Xương cũng hoài nghi. Các ngươi không tin ta? Thu Xương đột nhiên cười nói, ân, không tồi. Xem ra các ngươi vẫn trung thành với Chát Nhi của ta. Chỉ bằng điểm này thôi, lát nữa ta nhất định sẽ cho các ngươi niềm vui thật lớn. Tốt lắm, bây giờ ta thực sự vì Phong Nhi chữa trị, các ngươi nên tránh đi. Không được, chẳng chậm chút nào hai nàng dị khẩu đồng thanh phủ quyết đề nghị của Thu Xương. Để chắc chắn một chút, các nàng tình nguyện ở trong phòng bảo vệ Lưu Phong thêm 10 ngày nửa tháng. Nữ nhân thật là om sòm. Thu Xương tựa hồ quên chính mình cũng là nữ nhân, các ngươi không ngăn được ta. Nói xong, Thu Xương vung tay lên, một đạo thất thải hà quang rực rỡ bao phủ hai người. Trong nháy mắt, các nàng phát hiện bản thân không thể cử động, thậm chí ngay cả nói cũng không. Các ngươi đã không nghe lời, trước tiên chịu ủy khuất một chút. Chờ lát nữa, ta trị thương Phong Nhi, nhất định sẽ để hắn giải thích cho. Thu Xương cười hắc hắc, sau đó vẫy tay một cái, đạo thất thải hà quang liền mang hai người lùi lại mấy bước. Cực phẩm! Phỉ Nhi trong lòng giờ khóc giờ cười, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Đắc tội với người rồi để người khác giải thích, hơn nữa lại còn bảo như thế là hợp tình. Bạch Khiết lại không nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này nàng đã bị phép đại thần thông mà Thu Xương triển khai làm sợ ngây người. Bạch Khiết đã hợp được hai khỏa nguyên đan, hơn nữa lần trước đã luyện thành thần lực, một thân tu vi đã đạt tới cấp thiên nhân. Nhưng trước mặt Thu Xương nàng không hề có lực chống đỡ. Bạch Khiết biết rõ, đối với thiên nhân hậu kỳ tu chân, nàng quả quyết một chút cũng không đủ lực đánh trả. Hiển nhiên, tu vi Thu Xương đã vượt qua mọi giới hạn hiện tại. Rốt cuộc nàng là ai? Thu Xương đã tới gần Lưu Phong đưa tay ra phát vài cái trên lưng. Lưu Phong, mỗi lần phát lại có một đạo thất thải hà quang tràn vào cơ thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, một cỗ khí ấm áp nhanh chóng tràn khắp kinh mạch toàn thân Lưu Phong, cuối cùng tụ tập tới đan điền, bị tứ đại nguyên anh hấp thu. Lập tức, tứ đại nguyên anh tỏa sáng tràn trề sức sống, màu vàng lợt nguyên anh lực trong nháy mắt trở nên lớn mạnh, bắt đầu có quy luật chảy về phía kinh mạch toàn thân. Đa tạ tiền bối hỗ trợ, Lưu Phong có tứ đại nguyên anh lực nên thương thế đã đỡ một nửa. Hắn biết có người trợ giúp nên vội vàng nói lời cảm ơn. Thu Xương dường như không ngờ tới Lưu Phong ở tình trạng như vậy còn có thể lên tiếng, kinh ngạc rất nhiều, không ngừng gia tăng lượng đạo thất thải hà quang nhập vào. Cách xa đó, Bạch Khiết trông thấy từng đạo thất thải hà quang không ngừng xoay quanh tay Thu Xương, cuối cùng chậm rãi tiếp cận cơ thể Lưu Phong.
Một lúc sau, trên người Lưu Phong tựa hồ xuất ra toàn thân hào quang như nhau, rồi nở ra ánh sáng hơi chói mắt, chiếu sáng toàn bộ gian phòng. Phong Nhi, đừng phân tâm nói chuyện, tĩnh khí ngưng thần, dùng khả năng nguyên anh của ngươi hấp thu linh nguyên của ta. Thu Sương vội vàng dặn dò vài câu. Lưu Phong nghe vậy, không dám có chút dị động, vội vàng thu liễm tâm thần, bắt đầu chỉ huy tứ đại nguyên anh không ngừng hấp thu đạo thất thải hà quang. Tốt lắm, bây giờ toàn bộ xem ra là chính hắn. Sau khi Thu Sương thu công, sắc mặt có chút nhợt nhạt, kém hẳn vẻ hồng nhuận sáng bóng lúc trước. Hiển nhiên, vì Lưu Phong mà nàng đã hao phí nhiều linh nguyên lắm. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 723, Bạch Khiết Tam Nguyên Hợp Nhất. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo âu của Phỉ Nhi và Bạch Khiết, Thu Sương mỉm cười trừ bỏ cấm chế đối với các nàng, các ngươi đều là nữ nhân Lưu Phong sao? Phỉ Nhi đã biết bản lĩnh Thu Sương, cũng biết nàng sẽ không làm hại Lưu Phong. Đối với thân phận của nàng đã tin 7-8 phần, vội vàng nhu thuận kêu lên, di nương. Thu Sương nghe vậy, cười hắc hắc đi tới kéo tay Phỉ Nhi khích lệ nói, ha ha, không sai, tiểu nha đầu mồm miệng thực ngọt ngào. Đây, cho ngươi bình bổ nguyên đan cùng ngự kiếm quyết. Thu Sương phát hiện nàng này phúc duyên nông cạn cho nên cũng không cho nàng cửu chuyển linh nguyên đan cùng cửu thiên tinh bí quyết. Chẳng qua dù là bổ nguyên đan và ngự kiếm quyết thì ở thế giới này đều là cực phẩm trong cực phẩm. Phải biết rằng lúc Thu Sương rời Tiên Linh Môn, đã dùng địa vị cùng thân phận Tiên Linh Môn đi vào bảo tàng các, đặc biệt chiếm, đoạt một trận các bảo vật của sư môn, đương nhiên tất cả đều là thứ tốt. Phỉ Nhi dường như không biết giá trị của hai món đồ khác biệt này, nhưng mà có thể được món quà, cũng tính là ngoài ý muốn, vội vàng cảm tạ, cảm ơn di nương. Phỉ Nhi không rõ mặt hàng, nhưng mà Bạch Khiết lại biết nhìn đồ. Thấy hai dạng bảo vật khác nhau nọ, nàng thật hâm mộ a. Sớm biết rằng gọi di nương mà có tặng phẩm tốt như vậy thì nàng cũng đã kêu. Ha ha, bây giờ kêu còn kịp. Thu Sương dường như nhìn ra tâm tư Bạch Khiết, cười nói. Bạch Khiết do dự một chút, đang muốn mở miệng gọi người, nhưng không ngờ nghe thấy Thu Sương cười nói, ha ha. Không cần, nếu ngươi nguyện ý nên gọi ta một tiếng Thu Sương tỷ đi. Bạch Khiết cũng không phải người khái tính, nghe nàng nói như vậy, mỉm cười ngọt ngào kêu một tiếng Thu Sương tỷ. Ngừng một chút, Bạch Khiết cẩn thận hỏi han, tiền bối, ngươi thực sự là di nương tiểu tình nhân của ta sao? Không thể giả được, Thu Sương dùng khẩu khí quả quyết trả lời. Bạch Khiết lại hỏi, hắn thực sự sẽ nhanh chóng vô sự chứ? Đó là đương nhiên, ta là ai? Ta là di nương hắn a, với vết thương nhỏ thế này làm gì mà không tính được? Thu Sương phản ứng nói, Phỉ Nhi nghe vậy thầm nghĩ thương tích cùng thân phận của ngươi có quan hệ gì? Ha ha, các ngươi yên tâm đi, thật sự không có chuyện gì đâu. Thu Sương còn nghiêm túc nói thật, vết thương nhỏ ấy với ta mà nói, thực sự không tính là gì, ngươi là Phỉ Nhi đúng không? Thu Sương quay đầu lại với Phỉ Nhi nói, ngươi đi chăm sóc Phong Nhi, không bao lâu sau hắn sẽ tỉnh lại. Sau đó nàng quay lại Bạch Khiết nói, ngươi theo ta ra đây, ta có việc cùng ngươi nói. Nói xong nàng đưa tay xuất ra một đạo thất thải hà quang, mang theo Bạch Khiết rời đi trong nháy mắt. Giây lát sau, hai người đã hiện ra ở một chỗ chân núi cách không xa thần xã. Bạch Khiết muội muội, ta có cái này cấp cho ngươi. Nhưng mà trước khi đưa lễ vật ngươi phải đáp ứng ta một việc. Thu Sương nghiêm mặt nói, ta hy vọng ngươi vẫn có thể bảo vệ Phong Nhi. Bạch Khiết khẽ cười một tiếng, nói, Thu Sương tỷ, ngươi yên tâm, kỳ thực cho dù ngươi không nói, ta cũng phải làm như vậy. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Thu Sương giải thích nói, ý của ta là hy vọng ngươi có thể bảo vệ hắn suốt đời. Cho dù ngươi sau này ba khỏa hợp nhất, cũng không rời khỏi hắn. Bạch Khiết nghe vậy hơi kinh hãi, chuyện của ta ngươi đều biết được. Thu Sương gật đầu nói, ta chẳng những biết chuyện của ngươi, mà còn mang đến cho ngươi một lễ vật không tưởng được. Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta hiện liền, cho ngươi. Bạch Khiết cũng là hiểu người, nghe nàng nói như vậy cơ hồ đã muốn nghĩ tới kiện lễ vật kia. Nếu như đoán được, lễ vật theo lời Thu Sương hẳn là khỏa tam phân quy nguyên đan mà nàng vẫn hằng mơ ước. Ta cho ngươi thời gian suy xét một chút, nhưng mà cũng không thể lâu lắm. Thu Sương tựa như cám dỗ nói, Bạch Khiết muội muội, ngoài thứ ngươi rất muốn kia, ta còn có thể cho ngươi cửu chuyển linh nguyên đan cùng cửu thiên tinh bí quyết. Giá trị hai bảo vật khác biệt này có lẽ ngươi nắm rõ.
không nói gạt ngươi, nếu không phải là thê tử chính thức của Phong Nhi, người khác không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy à. Phỉ Nhi kia ta vốn không có cấp cho nàng, cửu chuyển linh nguyên đan cùng cửu thiên tinh bí quyết. Bạch Khiết hít sâu một hơi. Ngoan ngoãn, rõ ràng chỉ như vậy mà cũng có thể lấy bảo vật cho ra, di nương Lưu Phong quả thật quá cường hãn. Thế nào, có phải động tâm hay không? Thu Sương hắc hắc cười nói. Bạch Khiết suy nghĩ một chút, hỏi, Thu Sương tỷ, ta biết tâm tư của ngươi. Ngươi muốn ta làm thê tử Lưu Phong, nói như vậy có thể bảo đảm ta tuyệt đối trung thành. Chính là, ngươi muốn nói cho ta, ngươi không thích Phong Nhi. Thu Sương mỉm cười nói, ta tuy già vẫn nghe ngươi nói Phong Nhi là tiểu tình nhân ngươi. Bạch Khiết thở dài một tiếng nói, Thu Sương tỷ, trước hết ngươi để ta suy nghĩ kỹ đi. Tuy rằng Bạch Khiết bình thường cùng Lưu Phong có nhiều chỗ mập mờ, thậm chí gọi hắn tiểu tình nhân. Nhưng trên thực tế trong tâm lý nàng thì kỳ thật đối Lưu Phong chưa từng có loại tình cảm nam nữ đích thực. Vui chơi cười đùa là một chuyện, sự tình hiện tại lại là một chuyện khác. Bạch Khiết phải hảo hảo cân nhắc một chút. Lúc lâu sau, nàng quay đầu lại đến Thu Sương nói, Thu Sương tỷ, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta cũng có một điều kiện. Nói xem, Thu Sương cười nói, lấy 3 năm làm hạn định. Bạch Khiết nghiêm túc nói, nếu trong vòng 3 năm, ta không thể xác thực thương yêu hắn, hy vọng ngươi có thể trả tự do cho ta. Thu Sương khẽ nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút nói, được rồi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Có điều Bạch Khiết muội muội, ta có thể khẳng định nói ngươi chắc chắn hoàn toàn yêu Phong Nhi nhà ta. Ta đây với bói toán tướng Pháp có chút nghiên cứu, ngươi cùng Phong Nhi thực có duyên phận. Có lẽ trên trời đã xác định từ lâu, ngươi nhất định là thê tử Phong Nhi. Bạch Khiết hơi kinh ngạc, thật vậy chăng? Ân, đúng vậy. Thu Sương gật gật đầu. Trên thực tế, đối với tương lai Bạch Khiết cùng Lưu Phong, Thu Sương cũng không thể khẳng định. Bởi vì nàng càng ngày càng không thấy rõ vận mệnh Lưu, Phong. Thì ví dụ mà nói, tương lai của Bạch Khiết và Lưu Phong, tuy rằng Thu Sương dốc toàn lực nhìn, nhưng lại có đương sự Bạch Khiết ở đây, nàng vẫn là nhìn xem mà không rõ được. Sở dĩ nàng đặc biệt khẳng định, chính là muốn tạo cho Bạch Khiết một cái ấn tượng chủ định trước, cho nàng một cái tâm lý ám thị rằng nàng là thê tử Lưu Phong. Tin tưởng, ở đây là dạng ám chỉ tâm lý, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Thu Sương vì sao phải dốc sức thúc đẩy Bạch Tuyết cùng Lưu Phong? Nguyên nhân nàng xem ra Bạch Khiết là phi thường nữ tử, sau này đối với Lưu Phong sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Bạch Khiết muội muội, ta bây giờ liền giúp ngươi tam nguyên hợp nhất. Nói xong, Thu Sương theo Vân Mộng Trạch Huyền Tâm Chính Tông lấy ra khỏa quy nguyên đan thứ 3. Nét mặt Bạch Khiết phi thường kích động, cảm ơn Thu Sương tỷ. Ha ha, người một nhà không nói hai lời, ngươi chính là thê tử của Phong Nhi nhà ta. Ta sao có thể không tận tâm giúp ngươi? Thu Sương chớp đôi mắt to, đem đan dược kia trực tiếp dùng thất thải hà quang nhập vào trán Bạch Khiết. Sau đó dùng linh lực giúp nàng dung hợp. Nguyên bản thời gian dung hợp cần vài ngày. Nhưng dưới sự trợ giúp của Thu Sương thì chỉ cần thời gian rất ngắn đã hoàn thành dung hợp. Trong nháy mắt tam nguyên hợp nhất, trên người Bạch Khiết phát ra màu trắng ngà khí tức thần thánh, thậm chí chiếu sáng cả tòa đỉnh núi. Cảm nhận được linh lực thiên nhân hậu kỳ mạnh mẽ trong cơ thể mình, Bạch Khiết vui vẻ dị thường. Tâm nguyện ngàn năm, hôm nay rốt cục có thể hoàn thành. Ha ha, không tồi. Có thể đạt tới thiên nhân hậu kỳ, thực sự là làm cho người ta kinh ngạc. Bạch Khiết muội muội, làm tốt lắm. Lấy tu vi của ngươi, tương lai ngươi nhất định đứng đầu trong thê tử Lưu Phong. Đúng rồi, khỏa nguyên đan này ngươi nhanh chóng nuốt vào, để cho thiên kiếp khỏi tìm đến cửa. Thu Sương cũng không nghĩ rằng chính mình mất chân lực thật lớn mới tạo nên cháu dâu như vậy có thể phi thăng thành tiên. Thu Sương cũng không muốn làm lỡ tiền đồ của mình, mấu chốt vấn đề là phi thăng thành tiên cũng không ý nghĩa gì. Thành tiên tuyệt đối không phải như suy nghĩ thế nhân, tiên giới cũng chính là thế nhân trong lòng vui sướng. Bạch Khiết trước đây vẫn lo lắng vấn đề này. Tuy rằng tính toán tiếp theo của nàng chính là đắc đạo thành tiên, nhưng dù sao vừa mới đáp ứng thỉnh cầu của Thu Sương. Mà bây giờ lại phi thăng liền thì có chút phi đạo đức a. Hơn nữa, nàng ở thế giới này còn có một số việc chưa làm xong, trong lòng có chút bận tâm. Không thể như vậy mà đi. Tiếp nhận khoản đan dược màu trắng kia, Bạch Khiết không hề nghĩ ngợi liền ăn vào. Ân, bây giờ ngươi an toàn, ít nhất là trong vòng 100 năm thiên kiếp không có khả năng ứng phó ngươi. Về chuyện tình sau khi mất thì đến lúc đó nói sau. Đây là cửu chuyển linh đan cùng cửu thiên tinh bí quyết. Thu Sương dặn dò nói, đừng tưởng rằng thiên nhân hậu kỳ là thứ nhất.
thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, việc tu luyện không thể lơi lỏng. Ân, đa tạ Thu Xương tỷ nhắc nhở. Thực ra, cho dù Thu Xương không nói, Bạch Khiết cũng rõ ràng điểm này. Vì với tu vi thiên nhân hậu kỳ mà nàng trước mặt Thu Xương mà vẫn cảm nhận được áp lực nhất định. Chỉ với điểm này đủ để thuyết minh tu vi Thu Xương tuyệt đối vượt trên nàng xa. Hai nàng đạt được thỏa thuận, lúc trở lại thần xã Lưu Phong vẫn như trước không có thu công. Chỉ có điều ở bên cạnh hắn lại có thêm một người thủ hộ. Thu Xương tỷ, như thế nào ngươi có thể bỏ mặc Phong Nhi, nhớ ra hắn bị kẻ xấu hại thì làm sao thu xếp? Nghe Thường tìm Thu Xương đến đây, gặp Thu Xương liền oán trách. Ha ha, Nghe Thường muội muội, không phải có ngươi sao? Thu Xương cười nói, đây là Phỉ Nhi, nói vậy các ngươi hẳn là đã biết, nàng là nữ nhân Phong Nhi, có nàng tại đây sẽ không gặp chuyện không may. Hừ, Nghe Thường hừ một tiếng, đối với nữ nhân cao lệ này, nàng chính là không cảm thấy hợp. Tới đây, Nghe Thường, ta lại giới thiệu một vị thê tử Phong Nhi. Thu Xương nhiệt tình ngoắc tay nói, đây là Bạch Khiết. Sau đó nàng lại quay sang Bạch Khiết nói, đây là Phong Nhi Tam Sư Tôn, cũng là thê tử tương lai của Phong Nhi. Phỉ Nhi nghe vậy, sắc mặt có chút kinh ngạc. Lúc gặp mặt nghe Nghe Thường nói nàng là Tam Sư Tôn của Lưu Phong, nhưng mà không nghĩ tới thầy trò trong đó cũng có mờ ám. Với điều này, Phỉ Nhi chỉ có thể nói, Lưu Phong chính là sắc lang siêu cấp lớn A. Bạch Khiết mỉm cười, gật đầu với Thu Xương nói, Thu Xương tỷ, kỳ thực ta đã sớm nhận thức Nghe Thường muội muội. Với Lưu Phong nữ nhân, Bạch Khiết cơ bản đều là biết. Nàng trú trong tam phân quy nguyên đan, phần lớn thời gian nàng đều có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ của Lưu Phong. Thậm chí ngay cả khi Lưu Phong làm chuyện ấy nàng đều xem qua. Nghe Thường sắc mặt có chút không vui thầm nghĩ, xú tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân. Trước kia gặp qua nàng đều cảm thấy được là có hơi nhiều, hôm nay như thế nào vừa gặp đã lại thêm hai người mới. Xú tiểu tử thực hoa tâm, đến là hối hận sao mà hắn lại đẹp trai vậy. Nghe Thường căm giận nghĩ đến trong lòng. Thu Xương dường như nhìn ra tâm tư nàng, mỉm cười nói, Nghe Thường, muội muội, không nói gạt ngươi, Bạch Khiết muội muội cũng là thê tử đã định trước của Phong Nhi. Các ngươi nhất định sẽ là hảo tỷ muội, lại đây, cùng nhau nắm tay đi. Tuy rằng trong lòng còn có chút khó chịu, có chút không tình nguyện, nhưng nghe Thu Xương nói vậy Nghe Thường cũng không cự tuyệt được, đành phải đi tới cùng Bạch Tuyết bắt tay với vẻ hài hòa. Tốt lắm, hai vị muội muội, tương lai các ngươi đều là tay trái vai phải của Phong Nhi, ta hy vọng các ngươi chung sống hòa thuận. Thu Xương suy nghĩ một chút nói, Nghe Thường, Bạch Tuyết, Phong Nhi tạm thời giao cho các ngươi, ta đem Phỉ Nhi rời đi một lúc. Tuy rằng Phỉ Nhi phúc duyên nông cạn, nhưng Thu Xương thấy Phỉ Nhi cùng Lưu Phong đã thuộc về vợ chồng, cho nên cũng không muốn bên nặng bên nhẹ, lại cho nàng một ít ưu đãi. Thu Xương cùng Phỉ Nhi đi rồi, hiện ở lại để chữa thương Lưu Phong. Bạch Khiết cùng Nghe Thường, hai người ai cũng không nói gì, không khí có chút xấu hổ. Nghe Thường muội muội, ta biết ngươi rõ hoa tâm Phong Nhi. Có điều ngươi hẳn biết, hắn nhất định là một nam nhân phi phàm, trên đời này không có nữ nhân nào có thể một mình chia sẻ tình yêu với hắn. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là tiếp nhận sự thực đi. Nếu không, các ngươi trong lúc đó ngày càng xa cách. Tựa như lần trước, sự tình hắn cùng tứ muội ngươi liền làm ngươi có chút xúc động. Rất lâu sau, Bạch Khiết bắt đầu phá vỡ trầm mặc. Nghe Thường hơi kinh hãi, ngươi làm sao biết? Chương 724, Nghe Thường hôn. Hà hà, kỳ thật chuyện tình Phong Nhi ta đều biết. Bạch Khiết thần bí khó lường nói, các ngươi có thể cũng không biết nữa. Mấy năm nay ta cùng Phong Nhi đều ở một chỗ, hơn nữa cho đến giờ cũng không từng có phân tách. Nhân thể nói cho ngươi biết một cái bí mật, lúc Phong Nhi cùng tứ muội ngươi làm cái chuyện tình đó, ta chính là ở hiện trường quan sát. Hắc hắc, Bạch Khiết hình như muốn thay đổi không khí, cố ý tiết lộ ra một cái bí mật như vậy. Nghe Thường nghe vậy, sắc mặt có chút đỏ ửng, ngươi như thế nào có thể rình coi người ta làm cái kia. Nói xong lời cuối, Nghe Thường đỏ mặt, vội vàng ngậm miệng lại. Bạch Khiết cười nói, đã thế ngươi và ta sớm muộn đều là người một nhà, có một số việc ta cũng không gạt ngươi. Kỳ thật, ta sống nhờ ở bên người Phong Nhi. Bạch Khiết đem thân phận đích thực của mình nói cho Nghe Thường không chút giấu giếm. Rõ ràng kế hoạch do Thu Xương vạch ra đã coi như một thành công. Trong tiềm thức, Bạch Khiết đã muốn tự nhận thức mình là nữ nhân Lưu Phong. Nghe Thường nghe xong Bạch Khiết kể ra, liền đối với nàng tràn đầy ngưỡng mộ và đồng cảm, căm tức biến, mất. Nếu ngươi không ngại nói,
sau này ta liền coi ngươi như tỷ tỷ đi. Luận tuổi, luận tu vi, thân phận, Bạch Khiết đều là tiền bối nghe thường. Cho nên, gọi tỷ tỷ là chuyện hợp lẽ thường tình. Ha ha, cứ quyết định như vậy đi, nghe thường muội muội. Bạch Khiết mỉm cười, nghe thường muội muội, hình như tiểu tình nhân phải thu công. Ta về trước một chút, thời gian tiếp theo sẽ để lại cho ngươi cùng tiểu tình nhân rồi. Nói xong nàng liền hóa thành đạo bạch quang trốn vào khỏa tam phân quy nguyên đan ở cổ Lưu Phong. Tuy nàng bây giờ đã tam nguyên hợp nhất, nhưng vẫn có thể cùng nhau sinh hoạt tại tam phân quy nguyên đan như trước. Có điều thân thể nàng bây giờ đã thành người thật, lại là nửa thần linh. Tuy rằng còn kém so với tiểu linh nhi do linh thể trời sinh, nhưng vẫn là không tồi. Phong nhi, đồ xú tiểu tử này quả thực là diễm phúc tề thiên a, nghe thường dường như có phần cảm khái. Nàng thật sự không thể tưởng tượng được làm sao mà ngay cả nữ nhân như Bạch Khiết cũng thích Lưu Phong. Khi Lưu Phong thu công tỉnh lại, nghe thường đang lẳng lặng đứng ở cửa sổ quay lưng về hắn ngóng nhìn bầu trời trăng rằm. Thân hình thướt tha thùy mị, xinh đẹp không gì sánh. Bỗng dưng nghe thường hơi thở dài một tiếng, lẩm bẩm, mặc kệ nói như thế nào, xú tiểu tử Phong Nhi này còn làm cho người ta thích. Lưu Phong vừa vặn nghe được những lời này, mỉm cười, thi triển thất tinh bộ lặng lẽ xuất hiện phía sau nghe thường. Lớn mật từ sau lưng nàng mà nắm lấy chỗ mềm mại trên thân thể, tam sư tôn, ngươi cũng nhận ra ta đích thực là người hấp dẫn a. Ha ha, kỳ thật ta cũng cảm thấy được như vậy. Nghe thường không hề phòng ngừa bị Lưu Phong ôm vào ngực. Thân hình run bắn lên lại có chút vô lực. Như nỗi mong mỏi trong lòng hắn, nghe thường ngửng mặt cười. Hai tròng mắt trong suốt thâm thúy dừng ở hắn, trong ánh nhu tình lờ mờ ẩn giấu nỗi xót xa. Hai người cứ gần kề như vậy. Nhìn đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át mềm mại của tam sư tôn cong lên, trong Lưu Phong một niềm khoái cảm vô cớ nổi lên. Trên mặt nghe thường hiện lên nét đỏ ửng rung động lòng người. Cảm nhận được khí tức nam tử của Lưu Phong, chống ngực cũng vô cớ đập nhanh hơn rất nhiều, trong lòng thậm chí có cỗ cảm giác khác thường. Nàng vội vàng nhẹ nhàng đẩy Lưu Phong ra, từ trong ngực hắn mà thoát ra. Sau đó, nghe thường thản nhiên cười nói, ngươi không sao chứ? Tam sư tôn vẫn còn thẹn thùng. Lưu Phong cười hắc hắc nói, tam sư tôn, ta không sao, hiện giờ thương thế đã thuyên giảm. Hơn nữa, được vị tiền bối kia tương trợ, nguyên anh của ta tựa hồ có chút biến dị, do với trước kia càng cường đại hơn. Phong Nhi, vị tiền bối kia là di nương của ngươi. Nghe thường đem thân phận thu xương đại khái nói một chút. Lưu Phong âm thầm ngạc nhiên, không nghĩ tới lão mụ chính mình lại có tỷ tỷ lợi hại như vậy, thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn a. Đúng rồi, tam sư tôn, di nương thu xương là người sao? Lưu Phong rất muốn gặp thu xương. Xem ra vị tiên tử tiên linh môn rốt cuộc là một người như thế nào. Nàng mang theo Phỉ Nhi đi ra ngoài, phỏng chừng lát nữa cũng không trở lại. Ngươi vừa mới thu công, không bằng trước hãy nghỉ ngơi một lúc đi. Nghe thường thản nhiên nói, tam sư tôn, ngươi vẫn còn tức giận sự tình tứ sư tôn sao? Lưu Phong nghiêm túc hỏi han. Nói đến chuyện này, nghe thường còn có chút áy náy, Phong Nhi, chuyện kia là ta không đúng. Ta không nên tức giận chuyện ngươi cùng tứ sư tôn. Tứ sư tôn đối với ngươi một mảnh tình thâm, tương lai ngươi không thể cô phụ nàng. Nếu không, ta muốn thu thập ngươi. Lưu Phong thật sự gật đầu nói, tam sư tôn yên tâm, Phong Nhi đối với nữ nhân chính mình đều là thiệt tình, tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Ngừng một chút, Lưu Phong đột nhiên đến trước nghe thường, nghiêm mặt nói, tam sư tôn, hôm nay có việc ta phải nói đối với ngươi. Ta yêu ngươi. Nghe thường nghe vậy, có phần không biết làm sao, đương nhiên trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy có chút cảm giác ngọt ngào. Tam sư tôn, ta đối với ngươi là yêu thực lòng mà. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu tình yêu của ta đối với ngươi. Nói xong Lưu Phong lớn mật giữ nghe thường, con ngươi tha thiết nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng xinh tươi kia. Lưu Phong bất chợt có cỗ xúc động, nghĩ muốn hảo hảo hôn thử đôi môi đỏ mọng của sư tôn. Đúng thời điểm miệng của hắn có thể bao trùm cái miệng nhỏ nhắn của nữ nhân, nghe thường tại chỗ đẩy Lưu Phong ra. Vẻ mặt có chút u oán, lại có chút thẹn thùng. Lưu Phong sợ run, hắn không nghĩ tới ở tình huống như vậy sẽ bị nghe thường cự tuyệt. Chẳng lẽ nàng vẫn còn tức giận? Nghĩ tới đây, Lưu Phong hơi đau lòng. Hắn biết nghe thường có quyền tức giận, nếu đổi là hắn, hắn cũng không hy vọng chính người mình yêu lại hảo hảo với nhiều người cùng một chỗ. Nếu nói hắn lựa chọn trong lúc đó tại nghe thường cùng phần đông nữ nhân, hắn chỉ có thể nhịn đau mà rời nghe thường. Cũng không phải nói Lưu Phong không nghĩ vì một cây mà bỏ rừng.
Mấu chốt là trong lòng hắn đã có số đông các nữ nhân hắn yêu, hắn không có cách nào mà bỏ đi. Tam sư tôn, thực xin lỗi, là ta làm thương tổn ngươi. Lưu Phong nói một câu, buông nghề, thường ra, chính là chỉ một trái tim nên hắn đau rất đau. Nghe thường cùng các nữ nhân khác bất đồng, Lưu Phong đối với nàng trước sau tồn tại một cỗ cảm giác. Hắn không muốn gượng ép, chỉ hy vọng mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Lưu Phong, trong lòng Nghê Thường tựa hồ đau đớn một chút. Đột nhiên, nàng ôm lấy thân mình Lưu Phong, nhẹ giọng khóc nói, Phong Nhi thực xin lỗi, ngươi có thể cho ta một ít thời gian không? Ta nghĩ, ta đã muốn tiếp nhận là người yêu của ngươi, chính là tâm lý từ chối vẫn còn. Ta nghĩ, ta còn cần một ít thời gian, tin ta cũng yêu ngươi. Chính là ta tưởng tượng đến cùng nhiều nữ nhân chia sẻ ái tình ngươi, trong lòng còn có chút khó chịu. Phong Nhi, lòng của ta thực sự khó chịu. Ta cam lòng hiện tại sẽ chết đi, chứ không chịu nỗi thống khổ như vậy dày vò. Nghe thường vốn tưởng khúc mắc của mình đã hoàn toàn mở ra. Nàng nghĩ nàng đã muốn thực sự chấp nhận hoa tâm Lưu Phong. Nhưng xem ra hiện tại sâu trong nội tâm nàng vẫn còn đang có một tia kháng cự. Lưu Phong lẳng lặng nhìn nàng, chịu đựng nàng không ngừng rơi lệ nỉ non. Đối với chuyện như vậy, hắn đành bất lực. Phong Nhi, tin tưởng ta là người yêu ngươi. Nghe thường lại lần nữa tỏ vẻ tâm ý mình với Lưu Phong. Từ trong ánh mắt nàng, Lưu Phong thấy được nội tâm nàng dãy giụa, âm thầm thở dài một tiếng, trong lòng nhủ không được khó chịu. Nghe thường với hắn mà nói đúng là không xin lỗi. Nhưng mà hắn cảm thấy được, chân chính mà nói người xin lỗi hẳn phải là hắn. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lưu Phong đưa tay nâng má Nghê Thường, giúp nàng lau giọt lệ nơi khóe mắt. Nhìn nàng xinh đẹp mà con ngươi chân thành, ôn nhu nói, Tam sư tôn. Kỳ thật hết thảy đều là ta sai. Dứt lời hắn cúi đầu. Miệng kia đi tới nhẹ nhàng hôn lên môi anh đào đỏ tươi. Nghê Thường lần này cũng không có kháng cự, chính là thân hình cũng có chút run rẩy. Với đôi mắt xinh đẹp sáng ngời kia, bỗng trợn tròn, hiện lên một tia thẹn thùng, một tia ngọt ngào. Gò má ban đầu trắng nhợt vì khóc thương tâm, cũng nổi lên phiến hồng phơn phớt. Phút chốc đó, Lưu Phong ngây người, nào đâu là Tam sư tôn, thuần túy là gò má ửng đỏ đích thị đại tỷ tỷ hàng xóm. Đại não Nghê Thường tựa hồ trống rỗng, nàng không nghĩ tới cùng Lưu Phong tiếp xúc nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Vui sướng, thẹn thùng, kinh hoàng, mọi tư vị đồng thời nảy lên trong lòng. Tam sư tôn, miệng của ngươi thật ngọt. Rất lâu sau đó Lưu Phong vẫn chưa rời miệng. Nghe thường một trận ngạc nhiên, đối mặt sự ca ngợi của Lưu Phong, nàng không biết nên nói cái gì. Khóe miệng Lưu Phong thản nhiên tươi cười nhếch lên một chút, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nữ nhân vài cái, cười nói, Tam sư tôn, hôn môi có thể làm nữ nhân trở nên càng thêm xinh đẹp. Nhưng kỹ xảo của người dường như có chút kém cỏi. Ta hy vọng trong cuộc sống tương lai có thể tự mình hướng dẫn ngươi đi hôn môi nam nhân như thế nào. Đương nhiên, nam nhân cụ thể này chính là bản thân tại hạ. Nghe cách nói gần như vô sỉ của Lưu Phong, Nghê Thường vừa ngượng vừa tức. Nắm tay bắt đầu siết chặt, suy nghĩ có phải hay không bày ra dáng điệu sư tôn, giáo huấn tiểu tử vô sỉ này một chút. Cướp đi nụ hôn chính mình, cư nhiên còn chẳng biết xấu hổ, nói kỹ thuật chính mình kém cỏi. Tam sư tôn, kỹ xảo hôn của ngươi tuy rằng kém cỏi, nhưng là ở thời điểm hôn môi, ta lại cảm nhận được chân tình của ngươi biểu lộ. Trong nháy mắt đó, dường như tiến vào thế giới tình cảm của ngươi, ta tựa hồ cảm nhận được tình ý của ngươi đối với ta. Lưu Phong thản nhiên cười nói, Tam sư tôn, ta biết trong lòng ngươi còn có chút bài xích đối với hoa tâm của ta. Ta biết, đây là cái sai của ta, nhưng là ta lại không thay đổi được cái gì, ta không có khả năng rời bỏ các nàng. Lúc này, ta nói thành thực xin lỗi, hy vọng ngươi có thể bỏ qua. Kỳ thật ta biết, ta là một nam nhân hỗn đản, thậm chí có chút vô sỉ. Nhưng cũng có một số việc, ta cũng vô lực thay đổi, không có biện pháp a. Chính ta lớn lên khí đẹp trai, mị lực lớn, luôn được nữ nhân yêu ái. Hơn nữa, ta là người tâm địa thiện lương, không biết cách cự tuyệt được nữ nhân yêu. Không có biện pháp, đành phải chính mình rơi vào bể yêu đương nữ nhân. Tam sư tôn, ta hiện không có thuốc nào chữa được, ta nhất định làm thật tốt hoa tâm nam nhân. Nghe thường nghe xong lời nói Lưu Phong, giờ khóc giờ cười. Thâm tình chân thành, còn tưởng là cái gì tâm tình, kết quả là càng nghe càng thái quá. Xú tiểu tử, rõ ràng là nêu chiêu bài chính mình, dát vàng chính mình, lấy hoa tâm chính mình mà kiếm cớ. Làm hoa tâm thật là tốt nam nhân,
may mà hắn còn có thể nói ra được lời. Xú tiểu tử, ngươi hôn môi ta, còn nói ra những lời vô sỉ tự kỷ như vậy, ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Nghe Thường mân mê cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng oán hận nghĩ đến. Tại thời điểm nàng định phát ra quyền đầu, Lưu Phong còn nói, Tam sư tôn, nếu ngươi thực sự không thể nhận, ta chỉ có thể nói rằng thật có lỗi, thực xin lỗi, ta thực sự thật có lỗi. Ta hy vọng ngươi có thể gặp được một nam nhân chân chính của ngươi, ta chúc phúc ngươi. Nói tới, đây, sâu xa trong con mắt Lưu Phong tựa hồ hiện lên một đạo nước mắt. Nói nước mắt kia làm cho trong lòng Nghê Thường có một hồi đau đớn không nguồn gốc. Phong Nhi, chút bất chi bất giác, ánh mắt Nghê Thường cũng hơi mờ mịt. Lưu Phong thực sự sẽ giận nàng sao? Bây giờ ta có nên tỏ thái độ với hắn? Nói có thể chấp nhận. Phong Nhi, kỳ thật ta. Nghê Thường đang muốn nói chuyện, lại bị Lưu Phong lấy tay che lên môi nàng, nhẹ giọng nói, Tam sư tôn, hiện tại không nên nói, cái gì cũng đều không nói. Ta hy vọng chúng ta đều có thể bình tĩnh một thời gian, chờ ngươi nghĩ thông suốt, hạn định tới thời điểm quyết tâm thời nói ta biết. Mặc kệ ngươi trong tương lai làm ra dạng quyết định gì, Tam sư tôn, ta đều tôn trọng. Cho dù ngươi là sư tôn của ta, còn là thê tử của ta, ta đều muốn nói cho ngươi, trong lòng ta ngươi là nữ nhân quan trọng nhất. Tam sư tôn, ta biết, ngươi nghĩ muốn chính mình bình tĩnh một hồi. Ta trước đi ra ngoài. Nói xong Lưu Phong lắc mình đi ra ngoài. Nghe Thường trừng mắt nhìn Lưu Phong, chỉ cảm thấy bóng dáng hắn thật cô đơn. Rất lâu sau, Nghe Thường tựa hồ mới phản ứng lại, giơ nắm tay giận dữ nói, xú tiểu tử, ta còn không giáo huấn ngươi đâu, nhưng thật ra để lại lần sau. Lần sau, ta nhất định giáo huấn ngươi. Đến lúc bình minh, Thu Sương cùng Phỉ Nhi vẫn không trở về. Nghe Thường cùng Lưu Phong lại gặp nhau cùng một chỗ. Có lẽ vì nguyên nhân nụ hôn kia, cùng lúc hai người xuất hiện một ít xấu hổ. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí có chút khác thường. Vốn là Nghe Thường còn muốn gặp mặt lần sau thì giáo huấn hắn một chút. Nhưng nàng bây giờ trước mặt Lưu Phong lại không có dũng khí. Tỷ phu, ngươi ở đâu? Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 725, Di Nương. Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Lưu Phong hơi sao động trong lòng thầm nghĩ, hình như âm thanh của tiểu nha đầu Khuynh Thành. Tam sư tôn, hình như là Khuynh Thành, chúng ta ra ngoài xem đi. Lưu Phong cười một tiếng, nói, Nghe Thường gật đầu cùng Lưu Phong đi ra ngoài. Tỷ phu, ngươi ở đâu? Tỷ phu, ta là Khuynh Thành đây. Hai người đi ra ngoài cửa, đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nữ hài tử khóc. Khuynh Thành, ta ở đây này. Lưu Phong ngừng tụ linh lực phát một câu đi bốn phương tám hướng. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh giữa không trung bay tới, mang theo âm thanh hưng phấn, tỷ phu, là ngươi thật sao? Ngươi vô sự thật tốt quá. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn Khuynh Thành mới hạ xuống đất. Tiểu nha đầu, gương mặt tươi cười, còn vương không ít lệ, dáng vẻ đáng thương thực sự làm động lòng người, cất tiếng trìu mến. Tỷ phu. Khuynh Thành lao đầu vào ngực Lưu Phong, vùi đầu khóc nói, tỷ phu, ta gặp một cơn ác mộng, ta mơ thấy ngươi bị người giết. Ta nóng ruột quá, bèn nói dối tứ sư tôn đến đây, ta tưởng rằng còn không thể gặp ngươi nữa. Giờ thấy ngươi vô sự ta mới an tâm, thật là tốt quá. Lưu Phong hơi nao lòng, giấc mộng của tiểu nha đầu chính là rất thực a. Đến bản thân mình còn không nghĩ là bị người đâm một kiếm định giết. Nha đầu ngốc, chỉ vì một giấc mộng mà ngươi một mình trộm tới tìm ta. Được rồi, ngươi làm thế nào biết ta ở chỗ này? Lưu Phong ôm nhẹ vai Khuynh Thành an ủi nói, nha đầu ngốc, đừng khóc nữa, không phải ta chẳng việc gì sao. Khuynh Thành ngừng khóc một lát, ngẩng đầu lắc lắc nói, ta cũng chẳng biết chính mình sao lại tìm tới, nhưng trong lòng ta có cảm giác, chính cảm giác ấy đưa ta tới đây. Được rồi tỷ phu, cảnh mơ kia thực là rất thật mà. Khuynh Thành mơ thấy ngươi bị người ta giết, nhất thời trong lòng đau đớn. Vậy là trong mơ ta khóc, nói tới đây, Khuynh Thành gạt một giọt lệ, chớp đôi mắt to tình tứ hỏi, tỷ phu, ta khóc sưng mũi ngươi sẽ không cười ta chứ? Như thế nào vậy, nha đầu ngốc, ta yêu thương ngươi còn không kịp. Lưu Phong vuốt nhẹ tóc Khuynh Thành, trong lòng mơ hồ có chút cảm động. Nghe Thường cũng âm thầm lấy làm lạ, giấc mơ của Khuynh Thành hoàn toàn giống thực, hơn nữa nàng lại còn có thể theo cảm giác mà tới đây, thật là không thể tin được.
Phải biết rằng Ngê Thường cùng Thu Sương có thể tìm tới đây, trước đã biết Lưu Phong ở Thần Xã, sau đến gần mới nhận ra khí tức Lưu Phong mà đến. Tuy nhiên, với tu vi của Khuynh Thành mà đòi hỏi cảm ứng được khí tức Lưu Phong, thực là không có khả năng. Vì vậy, Ngê Thường mới cho là chuyện này hơi kỳ dị. Chào Tam Sư Tôn. Khuynh Thành thấy Ngê Thường gần đấy vẫn nhìn mình, thấy hơi vô ý, vội đẩy Lưu Phong ra đến vấn an Ngê Thường. Ngê Thường hơi mỉm cười đi tới, nhẹ giọng nói, Khuynh Thành, thật là khổ cho ngươi quá. Khuynh Thành ngượng nghịu cười cười, bị các ngươi chứng kiến khóc sưng mũi, các ngươi nhất định cười ta. Tỷ phu, ngươi không thể cười ta. Tam Sư Tôn, ngươi cũng không thể cười ta. Nói xong Khuynh Thành quay lại Ngê Thường, lè lưỡi đáng yêu làm mặt quỷ. Phong Nhi, ta gặp Đình Nhi, nàng đưa ta. Ngê Thường chuẩn bị đưa Lưu Phong lá thư mà Đình Nhi giao cho nàng. Vừa mới nói nửa câu thì giữa không trung vọng đến tiếng của Liễu Thu Sương, ha ha, lại một người vợ của cháu ta đến hả? Ha ha, vị này đúng là vợ tiểu chất. A, à, đáng yêu quá. Nói xong, Thu Sương cùng Phỉ Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người. Ngươi là... Khuynh Thành cảnh giác nhìn Thu Sương, hoàn toàn coi là tình địch tiềm năng của mình. Tiểu nha đầu gà mờ không để ý câu nói vợ tiểu chất. Thu Sương hừ một tiếng, cười nói, tiểu nha đầu, có đúng là ngươi coi ta là tình địch. Đừng lo, ta là di nương của Phong Nhi. Khuynh Thành nhận thức được, gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu, không có, không có. Chào di nương. Khuynh Thành biết tiểu sử Lưu Phong, bản lĩnh không tệ, dù không biết di nương của hắn vẫn cung kính kêu một tiếng. Ha ha, xem ra ta vẫn còn vốn đây, chừng nay tuổi mà vẫn làm tiểu nha đầu hiểu lầm thành tình địch, thật là có ý tứ a. Thu Sương dường như có chút đắc ý. Quay đầu lại, nàng cẩn thận đánh giá Lưu Phong vài lần, mỉm cười, ngươi chính là Phong Nhi à. Quả nhiên cũng có vài phần phong thái thi kỳ muội của ta. Nghe được đối phương có thể nói đúng tên Lam Thi Kỳ, Lưu Phong không còn ngờ gì nữa vội cung kính nói, Phong Nhi ra mắt di nương. Ân, hảo hài tử, nhanh để di nương ngắm kỹ ngươi. Thu Sương nói, bận rộn kéo tay Lưu Phong, cẩn thận ngắm nghía hắn. Lưu Phong bị ánh mắt nóng rực của Thu Sương chiếu, có vẻ lúng túng, nhưng lại không muốn nói gì. Bình sinh, lần đầu tiên hắn bị nhìn đến phát ngượng. Thu Sương nghiêm túc ngắm kỹ Lưu Phong vài lần mới buông tay, hảo hài tử, di nương giờ mới nhìn ngươi tổng thể. Nếu thi kỳ muội biết tình hình hiện nay của ngươi, thì dưới suối vàng cũng vui. Ngươi theo ta lại đây, có một số việc ta phải nhắc nhở cho ngươi, không cho ngươi cãi. Thu Sương lại kéo tay Lưu Phong, hai người cùng nhau trong nháy mắt rời Thần Xã. Phong Nhi, ừ. Thấy Lưu Phong cùng Thu Sương biến mất, Ngê Thường không kịp làm gì khác là cầm lá thư nọ đứng lên. Phong Nhi, ngươi có biết mẫu thân ngươi chết như thế nào không? Thu Sương dừng Lưu Phong lại chăm chú hỏi. Lưu Phong hít sâu một hơi giận dữ nói, nghe cha nói, mẫu thân bị sư môn bức tử, di nương yên tâm cừu hận này sớm muộn ta cũng quay lại tìm tiên linh môn. Thu Sương nghe vậy âm thầm gật đầu, ân, hảo hài tử, ngươi có thể nghĩ vậy, ta thật cao hứng. Nhưng mà ta nói cho ngươi hay, cái chết của thi kỳ muội thực ra không liên quan đến sư môn. Nàng bị sáu vị đại tuần thiên sứ đứng đầu là Bạch Huyền Y bức tử. Bạch Huyền Y, lục đại tuần thiên sứ, vẻ mặt Lưu Phong khó hiểu, thêm vào nỗi sợ bất ngờ. Như vậy theo Thu Sương nói câu chuyện năm đó có ẩn tình. Sáu vị đại tuần thiên sứ là do tiên giới chọn từ tinh anh của tiên linh môn, tạo thành sứ giả bảo. Vệ nhất giới chính nghĩa, tu vi bọn họ đều vượt qua thiên nhân hậu kỳ, nhất là Bạch Huyền Y. Người này tài cao ngất trời, một thân tu vi đã đạt tới tiên nhân thủy bình. Năm đó hắn theo đuổi mẫu thân ngươi, sau thấy mẫu thân ngươi cùng cha ngươi kết đôi. Nhất thời thẹn quá hóa giận, đem chuyện mẫu thân ngươi nói cho Liễu sư môn, mà còn giả danh nghĩa sư môn chế tài mẫu thân ngươi. Lúc đó mẫu thân ngươi không xét kỹ mọi chuyện, tin là thật. Để đảm bảo an toàn cho phụ thân ngươi mà cam lòng lấy cái chết tạ tội. Nói đến đây, Thu Sương giọng căm hận nói, ta sau này mới biết được, nếu không ta nhất định không để cho âm mưu ngụy quân tử được hoàn thành. Phong Nhi, nguyên ý tứ của thi kỳ muội là không muốn cho ta gặp ngươi, không muốn cho ngươi biết nguyên nhân cái chết của mẫn thân ngươi. Nhưng tình hình bây giờ có biến, không biết từ đâu Bạch Huyền Y có được tin tức. Biết được sự tồn tại của ngươi, hắn đang tìm ngươi khắp nơi, chuẩn bị ra hại ngươi. Vì thế, ta mới phải làm trái di nguyện mẫu thân ngươi, lén xuống núi tìm ngươi, hơn nữa trợ giúp ngươi một ít công lực. Thu Sương rất chăm chú nói, Bạch Huyền Y biểu hiện bề ngoài là quân tử khiêm nhượng,
tại Tiên Linh Môn có vị trí và thanh danh cực cao, nhưng trên thực tế là người bảo thủ, độc ác, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Nếu lần này hắn biết rõ về sự tồn tại của ngươi, không giết được ngươi chắc chắn không bỏ qua. Cũng may thiên cơ về ngươi bị che lấp, không rõ ràng. Hắn nhất thời không cách nào tìm được ngươi, vì thế ngươi vẫn còn thời gian. Tuy nhiên tại tu chân đại hội, hắn dám chắc có khả năng tìm được ngươi. Cho nên trước tu chân đại hội, ngươi phải nỗ lực nâng cao tu vi của ngươi. Về tình hình tu vi của ngươi, Bạch Khiết đã nói với ta. Bây giờ ta đặt cho ngươi mục tiêu đến trước kỳ tu chân đại hội phải tu thành thất nguyên anh, tương đương tu thành thái âm thất tinh huyền. Tới lúc đó, ta sẽ truyền cho ngươi phép chấn sơn của Tiên Linh Môn là tổ long thất tinh huyền. Chỉ khi ngươi tu thành tổ long thất tinh huyền đệ nhất thiên đình, thì ngươi mới có thể cùng Bạch Huyền Y quyết đấu. Lưu Phong nghe vậy lập tức biến sắc, sớm biết rằng bản thân mình sẽ gặp phiền toái, nhưng mà không nghĩ tới đối thủ của mình lại là một người có thể tồn tại sánh cùng tam giới là bất tử tiên nhân. Thu Dương dường như nhìn thấy sự căng thẳng của Lưu Phong, mỉm cười nói an ủi, đừng lo, sự tình có lẽ không xấu như ngươi tưởng tượng đâu. Có ta giúp đỡ thì ngươi tu thành thất anh cũng không phải cái gì khó. Hơn nữa, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạch Huyền Y ở Tiên Linh Môn thế lớn, di nương ngươi cũng không buông tha, hắn không muốn bị mất mặt nên ta cũng không sợ hắn. Phong Nhi, ngươi chỉ cần cố gắng là được, mọi thứ có ta, di nương không để cho ngươi phải chịu khổ. Nhưng mà có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nỗ lực 100%. Thu Dương lại dặn dò một tiếng. Lưu Phong hít một hơi, âm thầm chắt lưỡi, bộ dạng của di nương dường như rất lợi hại. Nghe khẩu khí của nàng thì hình như không hề e ngại Bạch Huyền Y kia. Chẳng lẽ tu vi nàng cũng đã đạt tới mức bất tử tiên nhân? Tiểu quỷ đầu, chớ nghĩ lung tung, thân phận chân thật của ta bây giờ còn chưa thể nói rõ cho ngươi, tương lai ngươi sẽ biết. Thu Dương dịu dàng nói, hiện tại, ngươi chỉ cần biết ta là di nương ngươi là được. Phong Nhi, có chuyện rất kỳ quái. Di nương ngươi vốn tinh thông chiêm tinh thuật, vậy mà cũng trước sau đều không thể suy đoán chính xác thiên cơ của ngươi. Hơn nữa, người hình như có kiếp ngoài nhân, dường như ngươi đã gặp một chuyện kỳ ngộ nào đó. Hơn nữa, sự tình của Đình Nhi và ngươi hình như có chút tương tự, thiên cơ của các ngươi đều có cái gì đó che khuất. Cuối cùng ta nghĩ rằng các ngươi có vẻ không phải người ở thế giới này. Chẳng qua như vậy cũng tốt, không bị đại kiếp quấy nhiễu, ngươi quan tâm tu luyện đối phó Bạch Huyền Y. Nghe Thu Sương nói, Lưu Phong âm thầm kinh hãi, nhất là câu nói các ngươi dường như không phải người thế giới này, đã làm cho Lưu Phong khiếp sợ. À, di nương nói đùa, ta sao lại không phải người thế giới này? Lưu Phong dùng nụ cười che giấu tâm tư, hắn không thể cho Thu Sương biết hắn chiếm thân thể Chu Phong. Trời ạ, nếu Thu Sương biết chân tướng, liệu có thể giết mình vì Chu Phong báo thù? Ta đoán mà thôi. Chẳng qua là thiên cơ của ngươi cùng Đình Nhi quả thật bị che giấu đi. Thu Sương cười nói, thiên ý khó lường. Về mặt tu vi, Thu Sương bây giờ mặc dù còn hơn ngày đó, còn có thân thể quỷ tiên ủy nhiệm của Thái tử. Nhưng là với hiểu biết về mặt linh hồn thì nàng không theo kịp Thái tử. Hơn nữa, linh hồn Lưu Phong bây giờ đã dung hợp hoàn mỹ đối với thân thể, cho nên căn bản là Thu Sương không nhìn ra có gì dị thường ở Lưu Phong. Đình Nhi... Lưu Phong hai lần nghe được Thu Sương nhắc tới Đình Nhi, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Nguyên bản hắn không thuộc về thế giới này, cho nên thiên cơ bị che giấu. Nói cho cùng hắn không thuộc phạm vi thiên kiếp, cũng là chuyện có nguyên do. Còn Đình Nhi, nàng là đệ tử chính thức thứ 8 của Huyền Tâm Chánh Tông. Chẳng lẽ, Đình Nhi cũng là người xuyên thời đại? Lưu Phong lớn mật nghĩ. Không có khả năng a. Lưu Phong nhanh chóng bác bỏ phỏng đoán của mình. Trong cuộc sống kiếp trước, hắn dường như không cảm thấy được Đình Nhi có cái gì đó dị thường. Quên đi, đợi khi nào gặp nàng thì sẽ cẩn thận hỏi nàng một chút. Lưu Phong cũng không phải người cố chấp, nếu không nghĩ ra được thì khi có cơ hội hỏi lại. Chính là âm dương lẫn lộn, kỳ thật nếu Nghê Thường đem lá thư của Đình Nhi giao cho Lưu Phong, thì hơn phân nửa hắn đã đoán ra thân phận chân thật của Đình Nhi. Phong Nhi, ngươi có tâm sự? Thu Sương nhìn thấy thần sắc khác thường của Lưu Phong. Ân cần hỏi. Không có gì, ta bỗng nhiên nghĩ tới Đình Nhi, ta đã không nhìn thấy nàng mấy hôm nay, cũng không biết nàng bây giờ như thế nào. Thu Sương mỉm cười, ngươi yên tâm, trước ta đã gặp Đình Nha Đầu, nàng bây giờ tốt lắm. Ta giúp nàng tu thành Nguyên Anh, hơn nữa lại truyền cho nàng Cửu Thiên Thất Tinh Huyền. Sau này các ngươi nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ. Khi trở về,
hai người chứng kiến Nghê Thường cùng Khuynh Thành đang hành hạ Vô Hoa chết khiếp. Phỉ Nhi đứng bên cạnh, tuy trong lòng thầm nghĩ xin cho Vô Hoa, nhưng lại nghĩ tới một kiếm đâm Lưu Phong, trong lòng tức giận không thôi. Lòng giằng xé, nàng bỏ mặc không lên tiếng, quay đầu đi. Mắt không thấy, tim không đau, tỷ phu, di nương, các người tới. Khuynh Thành giống như tiểu tinh linh, rúc đầu vào ngực Lưu Phong nũng nịu nói, tỷ phu, ta muốn giết cái loại đại bại hoại này. Theo Tam Sư Tôn nói, hay là cho hắn một kiếm. Mặc dù còn đang làm nũng, nhưng ngữ điệu Khuynh Thành vẫn tràn đầy sát khí. Chương 726, sự tình trong cung. Vẻ mặt Vô Hoa hoảng sợ, ánh mắt dường như chuyển hướng Phỉ Nhi xin giúp đỡ. Nhưng mà thấy Phỉ Nhi đã sớm quay đầu đi, với hắn có gặp được thì căn bản cũng là lờ đi. Không được, giết hắn là quá tiện nghi. Thu Dương sắc mặt phát lạnh đi tới nhìn Vô Hoa nói, ngươi đương nhiên đã thương làm hại Phong Nhi nhà ta. Ta nhất định phải cho ngươi sống không được, chết không xong. Cảm thấy hận ý Thu Dương, mọi người không khỏi dùng mình một cái. Phỉ Nhi, đây là sư huynh ngươi đúng không? Thu Dương gọi Phỉ Nhi một tiếng, lập tức nét mặt không đổi nói, ta muốn giáo huấn hắn, ngươi có ý kiến gì không? Phỉ Nhi cảm nhận được sát ý Thu Dương, không dám chậm trễ, vội vàng nói, Vô Hoa tuy là sư huynh ta, nhưng mà hắn không biết tốt xấu mà hạ thủ với chủ nhân của ta. Giờ Thu Dương tỷ muốn giáo huấn hắn, ta đương nhiên là không có ý kiến. Không phải Phỉ Nhi không nể tình đồng môn, chỉ là mọi việc do hắn tự làm tự chịu, chẳng trách được ai. Hơn nữa, trước mặt Thu Dương thì Phỉ Nhi còn có thể nói gì, còn dám nói gì. Tốt lắm, xứng đáng là nữ nhân của Phong Nhi. Thu Dương có vẻ vừa lòng với lập trường Phỉ Nhi, mỉm cười với nàng. Đối diện với Di Nương tươi cười, Phỉ Nhi chỉ có thể sâu kín thở dài một tiếng. Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, nhưng nói thế nào thì Vô Hoa vẫn là đồng môn của nàng. Thực ra, nàng cũng không muốn nhìn thấy Vô Hoa sống mà là trừng phạt hơn chết. Sinh tử chú. Thu Dương cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn. Một đạo thất thải hà quang biến thành bộ xương quỷ dị nháy mắt đánh vào trán Vô Hoa. Vô Hoa nhất thời vặn vẹo thân mình một trận, phát ra một tiếng hét như lợn chọc tiết. Khuynh Thành vội vàng chất vấn, Di Nương, đây là thủ đoạn gì à? Bộ dáng hắn giống như rất thống khổ. Thu Dương mỉm cười nói, sinh tử chú, làm cho người ta trong đó liên tục tuần hoàn sống với chết, chịu tra tấn dày vò 7-7-4-9 ngày, sau đó chịu thần hình cụ điệt mà chết. Mọi người nghe vậy, âm thầm tim đập nhanh, thủ đoạn này cũng quá độc ác đi. Đến đây Khuynh Thành đột nhiên hứng thú, Di Nương, ta cũng muốn học, ngươi dạy ta được không? Ha ha, Khuynh Thành nha đầu muốn học, ta dĩ nhiên dạy ngươi. Thu Dương mỉm cười nói, cũng không khó lắm, ta trực tiếp đem pháp quyết ấn nhập vào trong não ngươi. Mai sau ngươi tự tu luyện đi. Nói xong nàng đặt tay trên trán Khuynh Thành. Tiểu ma nữ tức thì cảm giác một dòng nước ấm trong biển kiến thức truyền đến, liền hiện ra một đoạn pháp quyết trúc trắc. Lưu Phong âm thầm nhíu mày, với tính cách Khuynh Thành mà học sinh tử chú, không biết có bao nhiêu người phải chịu tội đây. Phỉ Nhi, tuy rằng Vô Hoa là sư huynh ngươi, nhưng mà hắn tự dưng ám sát Phong Nhi. Tội không thể tha, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Thu Dương dường như phát hiện ra Phỉ Nhi có dị thường, lạnh giọng nói, Phong Nhi là cốt nhục duy nhất của Thi Kỳ muội của ta. Năm đó ta không thể bảo vệ Thi Kỳ muội vẫn áy náy không thôi. Bây giờ ta tất nhiên sẽ bảo vệ hắn chu toàn cả đời. Ai dám đả thương, hại hắn thì đừng trách ta vô tình. Rồng có vảy ngược, phạm vào là thịnh nộ, Lưu Phong hiển nhiên là vảy ngược của Thu Dương. Phỉ Nhi vội vàng tỏ thái độ, Thu Dương tỷ, sư huynh thành ra như vậy là do hắn gieo gió gặt bão. Ta sẽ không cầu xin cho hắn, mà cũng không khổ sở vì hắn. Ân, ngươi biết vậy là tốt rồi. Ba ngày sau Phỉ Nhi cùng thuộc hạ theo phù tang nhị vương tử Minh Nhân sẽ đến hoàng cung phù tang. Lưu Phong, Thu Dương, Nghê Thường, Khuynh Thành cùng nhau về Phúc Thành. Trước khi đi, Lưu Phong cố ý triệu thần điểu Phi Nhi phun lửa thiêu rụi thần xã. Lưu Phong âm thầm bật cười. Đốt điểm trấn quốc, dù cách thiêu có non kém thì vẫn tiến hành, vì đây là chỗ lão tổ tông bọn quỷ tử ngự. Kinh đô, Đông Cung, Thái tử Phi sau khi nhận được tin Lưu Phong an toàn do Á Đương vừa từ xa về, chân mày giãn ra. Á Đương lần này ngươi làm rất tốt, nhưng mà sao ta cảm thấy hình như Lưu Phong đã biết thân phận các ngươi. Nói tới đây, Thái tử Phi nhìn quanh, vẻ mặt có chút không vui. Á Đương không dám giấu giếm, vội vàng quỳ gối xuống,
Khởi bẩm điện hạ, theo ta nắm được, Lưu Phong đã biết chính xác thân phận của chiến sĩ bất tử. Như vậy cũng tốt, điện hạ có ý tốt, Lưu Phong nghĩ đến cũng sẽ biết. Ngừng một chút, Á Đương tiếp tục giải thích nói, điện hạ, tổ chức tình báo của Lưu Phong phi thường lợi hại đã vượt qua dự đoán của ta, cho nên chuyện này ta cũng bất lực. Thái tử Phi thở dài nhẹ một tiếng, ta hiện lo lắng nhất là liệu Lưu Phong có ngăn cản ta xử lý lão hoàng đế. Điện hạ, ta đang muốn bẩm báo với ngươi chuyện này. Á Đương nghiêm mặt nói, căn cứ tình huống hiện tại chúng ta nắm giữ, Lưu Phong tựa hồ cố ý ngăn cản chúng ta hành động. Gần đây, thiên thượng nhân gian đã liên tiếp cử nhiều nhóm cao thủ đến đây. Hơn nữa, tổ chức nữ nhân hoa dưới trướng Lưu Phong cũng tăng cường trinh sát chúng ta. Thái tử Phi khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ, ta cần phải gặp mặt Lưu Phong nói chuyện. Trước lúc đó, ngươi nhất định phải nghe ta, nhất thiết không được cùng thuộc hạ Lưu Phong có xung đột gì. Điện hạ yên tâm, ta đã dặn dò cấp dưới, sẽ không có phát sinh xung đột với thuộc hạ Lưu Phong. Đúng rồi điện hạ, Lưu Phong hình như đã theo dõi Trần Hoàng hậu. Thái tử Phi gật đầu nói, cái này các ngươi không cần để ý tới, nói cho người của ngươi chú ý giám sát tiện nhân kia cho ta. Trước khi động đến lão hoàng đế, ta phải nắm được nhược điểm của mụ, để cho lão hoàng đế tự tay giải quyết nàng. Còn nữa, Triệt Nhi cùng Hắc Phượng Hoàng bên này, các ngươi cũng giám sát chặt chẽ cho ta. Thái tử Phi giọng căm hận nói, đồ vô lương tâm này, ngươi phản bội ta, sớm muộn ta sẽ làm ngươi hối hận. Hoàng cung, thượng thư phòng. Hoa Hạ đại đế cao cao ngồi trên long ỷ, có chút phờ phạc ngáp mấy ngày liền, sắc mặt cũng không hồng nhuận như trước. Trương Công Công đánh mắt, thủ lĩnh chân long vệ hiểu rõ ý, quỳ xuống đất bẩm, khải tấu bệ hạ, vi thần vừa thu được một tin kinh người. Hoa Hạ đại đế hơi ngẩng đầu, lười biếng nói, có đại sự gì, nói đi, nói nhanh nhanh, để trẫm còn đến lò luyện đan dùng tiên đan. Trương Công Công nghe vậy, dựng ngược lông mày thầm nghĩ, thần sắc bệ hạ trước kia cũng không tệ lắm. Chính là từ khi dùng đan dược thiên sư luyện chế mà vẻ mặt ngày một đi xuống, phỏng chừng không còn bao lâu. Lời tuy như vậy nhưng mà Trương Công Công cũng không dám nói gì, đây chính là đại sự rơi đầu a. Đừng nói bệ hạ không chịu tin, mà thiên sư đạo tu chân cũng không bỏ qua cho hắn. Xích Long thoáng do dự một chút nói, bệ hạ, thái tử phi điện hạ hình như sẽ làm chuyện bất lợi với người. Hoa Hạ đại đế nghe vậy, khinh thường cười nói, ngươi nói điểm nhi sẽ làm hại ta. Thì ra chuyện tình như vậy, ta tưởng là cái gì đại sự. Lão hoàng đế biết rõ tính tình thái tử phi. Hắn liên tiếp mấy lần nhục mạ nàng, hơn phân nửa là nàng sinh oán hận trong lòng. Chỉ là dù nàng lại oán hận thế nào cũng không dám làm chuyện nghịch thiên này. Đông cung tuy rằng thế lớn, nhưng mà kém xa trước kia. Khó vậy nàng còn dám tạo phản sao? Bệ hạ, xin nghe thần nói. Xích Long thấy Hoa Hạ đại đế không cho là đúng, nhất thời nóng nảy, vội vàng nói, bệ hạ, lần này chỉ sợ chuyện tình không đơn giản như vậy. Chúng ta thu được tin tức, nói là thái tử phi điện hạ nắm trong tay một cỗ lực lượng cường đại thần bí. Hiện giờ, cỗ lực lượng này trong tay nàng đang tập kết rất nhanh hướng kinh đô. Thỉnh bệ hạ lấy bá tánh làm trọng mà sớm chuẩn bị trước. Trương Công Công nghe vậy, cũng vội vàng quỳ xuống đất nói, bệ hạ, lão thần Kim Nhật ở trong cung cũng thấy có chút không ổn, thỉnh bệ hạ lấy cẩn thận làm trọng. Hoa Hạ đại đế khẽ nhíu mày, vậy ý các ngươi là bây giờ ta phải giết Điểm Nhi. Điều đó không có khả năng vì ta đã đáp ứng Lưu Phong. Huống hồ nói thế nào đi nữa thì nàng cũng là con dâu Chu gia ta. Nếu ta giết nàng, sau này ta sao có thể đối diện với thái tử số khổ kia. Đúng rồi, tin tức tình báo kia của các ngươi làm sao mà có, lấy gì làm chứng? Xích Long vội vàng nói, bệ hạ, tình báo là do một người hắc y bịt mặt đưa tới, nhưng mà qua điều tra ngầm, dường như không phải là tin đồn vô căn cứ. Hoa Hạ đại đế hừ một tiếng, nói, Xích Long, ngươi làm cho ta rất là thất vọng. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng đấy là kế ly gián do kẻ khác châm ngòi? Bệ hạ, thế cục kinh đô đang ở thời kỳ bất thường, mọi thứ cẩn thận vẫn hơn ạ. Cho dù bệ hạ không thương long thể của mình, thì cũng lấy bá tánh thiên hạ làm trọng a. Xích Long nói nghiêm túc, trong giọng một mảnh chân thành, thiên địa chứng giám. Tốt lắm, khởi giá. Đông cung, Hoa Hạ đại đế nghị lực mạnh mẽ nói. Khi Hoa Hạ đại đế trên đường tới Đông cung, thái tử phi đang ở linh đường thái tử. Vuốt ve hạ thể chính mình, nàng uốn éo thân mình không ngừng kêu tên Lưu Phong. Mấy ngày nay, cũng không biết làm sao vậy. Tâm thần nàng không yên, chiều đến, nàng nhớ tới thái tử, nhớ tới Lưu Phong,
dục vọng thân thể liền nhịn không được bộc phát ra đến. Phong Nhi, ta không được, nhanh lên, mau nữa lên. Sau một tiếng rên rỉ cao vút, Thái tử Phi rốt cục lên đến mây xanh. Lưu Phong, ngươi sớm hay muộn đều là của ta, ngươi nhất định là của ta. Sửa sang quần áo xong, Thái tử Phi quay về linh vị Thái tử phát thệ như nói. Ngay tại thời điểm nàng xoay người rời đi, từ góc phòng hiện ra hai bóng người, rõ ràng là Hắc Phượng Hoàng và Hoàng Thái Tôn. Hoàng Thái Tôn phẫn nộ nhìn ra cửa hung tợn nói, nàng sao có thể như vậy? Vì cái gì phải như vậy? Mẫu thân, ngươi làm cho ta thất vọng quá rồi, ngươi vô sỉ quá. Hắc Phượng Hoàng thần sắc nghiêm nghị, lạnh nhạt cười nói, điện hạ, ngươi nghĩ rằng ngươi có cần hòa giải cùng Thái tử Phi điện hạ sao? Nàng là nữ nhân như thế nào, chính ngươi trông thấy rành mạch, ta nghĩ ta không cần nói gì nữa. Hoàng Thái Tôn cắn răng nói, im miệng, đừng nói nữa, chính mắt ta cũng còn quan sát lâu. Lưu Phong chết tiệt, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi, ta muốn giết ngươi. Lúc nói những lời này, sắc mặt Hoàng Thái Tôn thậm chí hơi méo đi. Ngừng một chút, hắn quay đầu hừ nhẹ một tiếng, nói, trở về nói cho phụ thân, ta sẽ vĩnh viễn đi theo hắn, vĩnh viễn trung thành với hắn. Lúc trước Hoàng Thái Tôn đã quyết định một lần nữa trở lại bên Thái tử Phi, chuẩn bị sám hối với Thái tử Phi. Thế nhưng lại bị Hắc Phượng Hoàng sắp đặt sẵn một màn hoang đường như vậy. Tốt lắm, điện hạ, đây mới là lựa chọn tối chính xác của ngươi. Khóe miệng Hắc Phượng Hoàng lộ ra nụ cười mỉm, nhẹ nhàng vỗ vai Hoàng Thái Tôn. Hoàng Thái Tôn đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt mờ ám nhìn bộ ngực no đủ của Hắc Phượng Hoàng hạ giọng nói, Hắc Phượng Hoàng, ta đã lựa chọn phụ thân, nên cũng là thiếu chủ của ngươi. Ngươi nói ta bây giờ có thể muốn ngươi, có lẽ trường hợp buông thả của Thái tử Phi lúc nãy đã kích thích Hoàng Thái Tôn, trong mắt hắn xuất hiện một tia xuân sắc nhàn nhạt. Hắc Phượng Hoàng miễn cưỡng nhìn thoáng qua Hoàng Thái Tôn, lạnh giọng nói, điện hạ, ta là nữ nhân của chủ nhân, hy vọng ngươi tự trọng một ít. Của phụ thân cũng là của ta thì tính sao, Hắc Phượng Hoàng. Đêm nay, ta hy vọng ngươi có thể chủ động đến bồi tiếp ta. Hoàng Thái Tôn làm ra dáng vẻ thiếu chủ, nhân. Hắc Phượng Hoàng cười lạnh nói, điện hạ, ta hy vọng đây là câu nói đùa nhất thời của ngươi, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Nói xong trong mắt Hắc Phượng Hoàng hiện lên một tia sát ý. Hoàng Thái Tôn không khỏi dùng mình một cái. Dục vọng trong lòng lập tức tan thành mây khói, giọng căm giận nói, chờ xem, sớm hay muộn ta sẽ đem ngươi từ tay phụ thân trở lại. Đến lúc đó nói sau, hiện tại chúng ta phải chạy mau, nếu để lâu sẽ bị Thái tử Phi điện hạ phát hiện. Nói tới đây, Hắc Phượng Hoàng một tay ôm Hoàng Thái Tôn, giống như gà con nhấc hắn lên theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Thái tử Phi trở lại tẩm cung, tiểu khố mới thay đã lại ướt át, chợt nghe ngoài cửa có người truyền báo, nói là bệ hạ tới. Hắn như thế nào sẽ đến? Thái tử Phi vội vàng mặc tiểu khố sạch, chỉnh lý váy áo ra cửa đón. Điềm Nhi, khí sắc không tệ a, có phải vừa có chuyện gì cao hứng a? Lão hoàng đế lần này không chừng mắt đối diện như mấy lần trước, mà là trưng ra vẻ mặt tươi cười. Tham kiến bệ hạ. Thái tử Phi cố nén phẫn nộ trong lòng, hô thỉnh an vạn phúc. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 727, cuộc trò chuyện của Thái tử Phi và lão hoàng đế. Người nhà cả, miễn đi. Lão hoàng đế khoát tay, nói, theo ta vào đi, ta có việc hỏi ngươi. Nói xong liền đi thẳng vào tẩm cung, đi theo còn có mấy tên chân long vệ cùng thiên sư đạo địa tu chân. Hiển nhiên, hắn cũng lo lắng Thái tử Phi xuống tay với hắn. Thái tử Phi vội vàng theo vào. Sau khi ngồi, lão hoàng đế đột nhiên biến sắc mặt, lạnh giọng hỏi, Điềm Nhi, nghe người ta nói ngươi muốn giết ta. Thái tử Phi nghe vậy, thân hình run mạnh. Cũng may nàng có khả năng ứng biến tốt, trong nháy mắt đã khôi phục dáng vẻ bình thường thản nhiên nói, Điềm Nhi không dám, cũng không nghĩ tới. Lão hoàng đế mỉm cười, đứng dậy đi tới trực diện Thái tử Phi, cười nói, Điềm Nhi, ta biết ngươi rất muốn, nhưng mà ngươi không dám. Thái tử Phi ra vẻ sợ hãi, Điềm Nhi không, nghĩ cũng không dám. Nếu quả thật như vậy, coi như ngươi cũng biết điều. Lão hoàng đế quay lại nói với Xích Long, các ngươi lui ra, ta có chuyện nói riêng với Điềm Nhi. Bệ hạ, cái này, Xích Long hơi lưỡng lự, lo cái gì, chẳng lẽ các ngươi nghĩ con dâu trẫm sẽ giết trẫm sao? Các ngươi cho là trẫm không đối phó được với nữ nhi yếu đuối sao? Lui cả xuống đi. Lão hoàng đế sốt ruột phất tay. Khi tất cả thái giám,
cung nữ, thị vệ đều lui xuống. Thái tử Phi nhìn lão hoàng đế đột nhiên nở nụ cười, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi thật sự không lo lắng ta sẽ là mối đe dọa với ngươi sao? Ha ha, ngươi nói, ngươi không nghĩ cũng không dám. Chẳng lẽ mấy lời lúc nãy đều là dối trá? Lão hoàng đế cười cười, ngươi thực sự cho là lão không đối phó được với cả nữ nhi yếu đuối như ngươi ư? Nói tới đây, lão hoàng đế đột nhiên nhếch mép cười xảo trá, mỗi tối, trẫm đều tự mình giải quyết hai đóa trinh nữ. Thái tử Phi nghe vậy, thản nhiên cười nói, bệ hạ, ngươi ám chỉ với ta sao? Ngươi nghĩ là sẽ được ta sao? Lão hoàng đế sợ run một chút, không nghĩ tới Thái tử Phi lại thẳng tuột ra như vậy, nói, đó là ngươi tự suy diễn vậy. Bệ hạ, kỳ thật ta đã sớm biết, ngươi thích ta đúng không? Thái tử Phi phong tình vạn chủng giơ hai tay tao nhã vuốt tóc, quyến rũ liếc nhìn lão hoàng đế một cái, ôn nhu nói, đây mới là nguyên nhân khiến ngươi tiếc rẻ không giết ta sao? Lão hoàng đế hừ một tiếng, không vui nói bậy, ngươi là con dâu trẫm. Như thế nào ta lại làm như vậy với ngươi? Được rồi, bệ hạ. Ngươi gạt được người khác, dối được chính mình, nhưng mà không lừa được ta. Thái tử Phi cố ưỡn bộ ngực đầy đặn, thực sự tự tin nói, ta tin tưởng trực giác của ta biết ngươi thích ta. Chính là ngươi không dám, bởi vì ta là con dâu ngươi, đúng không? Im miệng. Lão hoàng đế hạ giọng rin rít nói, Điềm Nhi, ngươi khiêu khích ta sao? Không dám. Thái tử Phi cười nhạt, hờ hững nói, bệ hạ, hôm nay người đến định thử ta đúng không? Có người mật báo cho ngươi ta định đối phó ngươi, trong tay ta có lực lượng thần bí đúng không? Ngươi sợ hãi phải không? Đúng vậy, ta nhìn thấy nỗi sợ hãi trong thâm tâm ngươi. Không biết vì sao, khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Thái tử Phi, lão hoàng đế lại ngầm thấy trong lòng e ngại, có cảm giác sờn gai ốc. Ai nói trẫm sợ, mọi thứ của ngươi đều nằm trong bàn tay trẫm. Chỉ cần trẫm muốn thì ngươi có thể chết hàng trăm lần. Lão hoàng đế hừ một tiếng, lạnh giọng nói, nếu như không phải ta đã đáp ứng Lưu Phong, ngươi cho là bây giờ ngươi còn có thể nói chuyện cùng ta sao? Được rồi, bệ hạ, đừng dối trá như vậy nữa. Sở dĩ đến bây giờ ngươi còn có thể dễ dàng tha thứ cho ta là vì ba nguyên nhân. Thứ nhất, vì đã chấp thuận hứa với Lưu Phong. Thứ hai, bởi vì ngươi thích ta. Thứ ba, ngươi muốn cho Đông Cung tiếp tục tồn tại nữa, lấy đó để kiềm chế Yến Vương. Không cần phủ nhận, ta biết tất cả tâm tư của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi giám sát Yến Vương kia. Còn chuyện ngươi thích ta, bệ hạ, kỳ thật ta không ngại cho ngươi biết, chính là ngươi cần phải trả một giá nào đấy. Ngươi bằng lòng chăng? Thái tử Phi cố ý đến gần lão hoàng đế. Lão hoàng đế chỉ cảm thấy một mùi hương thoang thoảng truyền đến, tâm thần một trận nhộn nhạo, theo bản năng liếm môi, nhưng mà tưởng tưởng đứa con yêu nhất, trong lòng như bị giáng một búa. Trong nháy mắt lão tỉnh táo lại, vội vàng lui lại mấy bước, tức giận nói, làm càn, ngươi không muốn sống chăng? Ngươi sẽ không giết ta. Thái tử Phi cất lên tiếng cười trong trẻo, bệ hạ, không cần vội, chẳng qua là ta cũng chỉ đùa với ngươi một chút. Nói thế nào thì ngươi cũng là bố chồng ta, sao ta lại có thể cùng ngươi làm cái việc bất chính kia? Điềm Nhi, ta cảnh cáo ngươi, đừng có giở trò gian trá với ta, chớ có thách thức quá giới hạn của ta, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Lão hoàng đế hít sâu một hơi cảnh cáo. Thái tử Phi khẽ cười một tiếng, nhíu mày nói, bệ hạ, cho dù ngươi tin hay không, ta chỉ muốn yên ổn đến cuối đời. Cái gọi là ân oán ta không muốn nghĩ tới. Nếu ngươi không tin ta, ngươi có thể hủy Đông Cung đi, như vậy ngươi cũng an tâm. Chẳng qua là con dâu ngươi, ta có thể đưa ra vài lời khuyên. Hãy cẩn thận với Trần Hoàng hậu, nếu không sớm muộn ngươi cũng hối hận. Lão hoàng đế nghe vậy, lông mày dựng ngược, trầm tư một lúc nói, kết cục là ngươi đã phát hiện được cái gì? Tóm lại Trần Hoàng hậu làm sao vậy? Ta chỉ có thể nói với ngươi, Trần Hoàng hậu có ý đồ gây rối, việc này ngươi hãy tự đi thăm dò đi. Nói tới đây Thái tử Phi tựa như khiêu khích nói, bệ hạ, không còn sớm nữa. Hay là ngươi muốn lưu lại tẩm cung của con dâu qua đêm? Ngươi! Lão hoàng đế tức giận phất tay áo bỏ đi. Sau khi trở lại Phúc Thành, mấy ngày liền Lưu Phong cực kỳ bận rộn. Cả ngày đều như con thoi lui tới giữa ba nơi Phúc Thành, Bách Giã, Trường Thành. Liên tục nghe quan viên các nơi báo cáo, thuận tiện kiểm tra tình hình và tiến độ thực thi chính sách. Xét tổng thể, một loạt chính sách lợi dân áp dụng ở Phúc Thành, Bách Giã, Trường Thành đã bắt đầu cho cảnh tượng tràn trề một luồng sức sống, tiền đồ vô hạn. Một lượng lớn nông dân cùng nô lệ có được ruộng cày,
nông nghiệp bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Về nông nghiệp, Lưu Phong dự tính bước tiếp theo tại Phong Thành là trồng thí nghiệm khoai tây, ngô, khoai lang cùng với nhiều thực vật từ Ireland đại lục rồi phát triển ở cả ba thành. Về phương diện buôn bán, Lưu Phong cân nhắc việc miễn thuế nội địa ở cả ba vùng trong nửa năm, đồng thời đề cao địa vị thương nhân trong xã hội, qua đó thúc đẩy buôn bán phồn vinh cùng phát triển. Các điểm giao dịch buôn bán đều xuất hiện nhiệt tình trước, nay chưa từng có. Thậm chí thương nhân các thành trì gần đó cũng ùn ùn kéo tới. Trong thời gian ngắn, cả ba vùng Phúc Thành đều san sát các cửa hàng thương gia, bày ra một cảnh tượng phồn vinh thịnh vượng. Về phương diện quản lý, ba vùng Phúc Thành bắt đầu nghiêm túc tuyển chọn quan viên để bổ sung các chức vụ phổ thông còn trống ở nha môn. Để đảm bảo tuyệt đối sự trung thành cùng năng lực của các quan viên mới tuyển, Lưu Phong tự mình không ngơi tuần tra ba vùng Phúc Thành, khảo sát chính tích quan viên. Kết hợp khảo hạch trực tiếp với vi hành để ghi nhận năng lực, tiềm lực và mức độ trung thành của quan viên. Về phương diện quân đội, ngoại trừ Tường Long quân của cuộc chiến đóng bên ngoài, không kể thủ bị quân các nơi thì quân đội đế quốc đóng ở Phúc Thành trước do Ngô Chí Vinh nắm, bây giờ cơ bản đã bị Lưu Phong nắm trong tay. Cho dù ở chỗ đóng quân của quân đội đế quốc vẫn còn một số chuyện không hài hòa nhỏ, nhưng mà cái này không ảnh hưởng toàn cục, không thay đổi quyền thống trị thực sự của Lưu Phong. Với tình trạng đó cuồng chiến không làm sao được, chỉ có thể tiếp tục tùy thời cùng Lưu Phong, chờ đợi lão hoàng đế đến. Chẳng mấy chốc mà dân chúng ba vùng Phúc Thành đối với chính sách đối nhân của Lưu Phong là khen không dứt miệng, đều tôn hắn danh hiệu đệ nhất nhân từ hầu tước. Nhất là với những người trước là nô lệ, giờ trở thành nông dân, dân bản địa thì lại càng mang ơn Lưu Phong. Thậm chí ở giữa nhà còn thờ cúng bài vị sống của hắn. Rất nhiều tài tử kẻ sĩ cũng tự mình cầm bút ca tụng nhân đức Lưu Phong mà lan truyền rộng rãi trong nhân gian. Hơn nữa Lưu Phong ngầm sai người vạch kế hoạch tuyên truyền, mức ủng hộ hắn hầu như đã vượt quá 9 phần, đạt mức cao trước giờ chưa từng có. Nhưng mà việc phát triển Phúc Thành cũng có chút trở ngại. Chủ yếu là quý tộc quan viên trước kia, bọn họ đã quen hàng ngày cơm dâng tận miệng, áo có người mặc. Quen nếp người thứ bậc cao được kẻ khác hầu hạ. Vậy mà giờ Lưu Phong ban chỉ lệnh hầu như tất cả nô lệ đều khôi phục tự do làm cho bọn họ mất đi thói an nhàn ngày trước. Vì thế bọn họ ba ngày hai nơi đến các chỗ nha môn dâng đơn thỉnh cầu. Hy vọng chính sách của hầu tước đại nhân có thể quan tâm đến sinh mạng và hưởng thụ của bọn họ. Đối với việc này, thái độ của Lưu Phong đặc biệt kiên quyết. Bình thường hắn mặc kệ phú hào, nhưng mà quý tộc đế quốc và quan viên nhất định phải nghiêm chỉnh tuân thủ điều lệnh của hắn. Nếu không nhất loạt cách chức điều tra. Vấn đề nổi bật thứ hai là giới quý tộc phù tang và cao. Lệ tại hai nơi Bách Giã, Trường Thanh, đối chiếu theo quy định trước kia, quý tộc cao lệ có quyền nuôi quân bản bộ riêng. Như thế làm cho vấn đề an ninh ở Bách Giã, Trường Thanh phát sinh vấn đề lớn. Nhất là trong thời gian gần đây, vài quý tộc vì quyền lợi riêng mà nảy sinh mấy lần xung đột với quy mô binh lực lớn. Sau nhiều lần cân nhắc, Lưu Phong quyết định hủy bỏ quyền nuôi quân riêng của quý tộc ở ba vùng Phúc Thành. Hơn nữa, còn ra nghiêm lệnh nếu không chủ động hợp tác, thì bất kể là người nước nào đều cho thần thánh quân đoàn đoạt lại binh khí, ép buộc hủy bỏ như nhau. Đồng thời còn cưỡng bức phải trưng thu phí giải thể tư quân. Lệnh này ban ra, đại bộ phận quý tộc rất phối hợp, dù sao ai cũng biết ba vùng Phúc Thành đã là thiên hạ của Lưu Phong. Nhưng mà còn có một vài quý tộc bảo thủ cá biệt khước từ không hợp tác. Số quý tộc này đa phần là người phù tang. Với vấn đề này Lưu Phong thể hiện thật sự kiên quyết, lập tức hạ lệnh thần thánh quân đoàn di chuyển đến. Tiến hành cưỡng chế giải tán, hơn nữa giết chết vài nhà quý tộc để răn đe. Lưu Phong sau khi chỉnh quân, qua vài ngày liền chuẩn bị tiếp tục chinh chiến. Hắn không muốn ở hậu phương lớn của mình mà lưu lại tai họa ngầm gì. Nhất là những quý tộc phù tang, cao lệ đó lại càng không thể dung túng. Vấn đề cuối cùng cũng là mấu chốt quan trọng nhất, đó là tài chính. Vấn đề tài chính ở thời điểm nào cũng là quan trọng của quan trọng. Từ thời lão hoàng đế Viễn Chinh đã COTHE nhìn thấy, không có bạc làm quân lương thì căn bản không thể duy trì hoạt động bình thường của quân đội. Lưu Phong hiện giờ tiếp quản số lượng lớn thủ bị quân, quân đồn trú của đế quốc, tương ứng tài chính chi ra càng ngày càng lớn. Trong lúc này, tài chính hắn thu được ngoại trừ số do thiên thượng nhân gian kiếm được, còn lại chủ yếu là do chiếm đoạt. Còn như số mấy trăm vạn lạng bạc thu từ Trương Toàn Phúc và Ngô Chí Vinh, Lưu Phong đã sớm vận chuyển về Phong Thành. Nói cho cùng, Phong Thành mới chính là hang ổ của hắn. Cùng với sự mở rộng quân đội, cùng với việc thực thi các chính sách lợi dân, chi tiêu tài chính của Lưu Phong gia tăng hàng ngày,
đã đến mức vào không đủ ra. Hiện giờ, chỗ thu vào của thiên thượng nhân gian hàng ngày gần như bị dùng hết sạch. Còn đi cướp đoạt cần phải chuẩn bị thêm mấy ngày. Hơn nữa, các thành trì Phù Tang, Cao Lệ xung quanh đã tăng cường phòng ngự, không thể lập tức đánh hạ được. Lùi lại một bước mà nói, cho dù có thể đánh hạ thì lại thêm phần trói buộc nhiều hơn. Theo tình hình trước mắt mà xét, quả thực sự phát triển của ba vùng Phúc Thành là rất khả quan, nhưng chính xác mà nói muốn bắt đầu thu lợi thì cũng cần thời gian ít nhất nửa năm. Hơn nữa, thực thi các chính sách trước mắt này, rốt cuộc tương lai có thể mang lại bao nhiêu lợi ích, trong lòng Lưu Phong cũng không tự tin lắm. Để có thể sử dụng hiệu quả nguồn tài chính, Lưu Phong ủy nhiệm riêng Lý Hương Quân làm quan viên tài chính ba vùng Phúc Thành. Bởi vì trước đây Lý Hương Quân ở Thánh giáo về mặt này có rất nhiều kinh nghiệm quản lý. Nhưng mà đối với tình trạng trước mắt của ba vùng Phúc Thành, Lý Hương Quân cũng không có biện pháp gì hay. Theo ý của nàng, ý định của Lưu Phong hoàn toàn đưa đến phá sản. Cái gọi là chính sách lợi dân chỉ là chuyện cấp tiền không công cho trăm họ a. Cho đến giờ nàng còn chưa thấy chủ công như vậy. Một phân tiền cũng không đòi hỏi dân chúng, ngược lại còn cấp không cho họ, thật sự là chẳng biết tại sao. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi còn muốn nghĩ biện pháp à? Dù sao ta cũng không thể điều tiền ngược trở lại từ Phong Thành. Tài chính căng thẳng, biện pháp tốt nhất chính là điều phối ngân lượng từ Phong Thành, kinh đô. Lưu Phong có gia sản lớn nên hoàn toàn có đủ thực lực. Nhưng mà như vậy là đi ngược ý định của Lưu Phong chiếm lĩnh ba vùng Phúc Thành. Thà là cho tiền, còn hơn là không đòi hỏi. Lý Hương Quân xem thường liếc nhìn một cái, tức giận nói, không có cách nào. Chương 728, nhân vật sắm vai. Hảo mỹ nhân tỷ tỷ của ta, ngươi là chuyên gia về mặt này, vậy ngươi nghĩ biện pháp đi. Lưu Phong kéo tay Lý Hương Quân, hệt như đứa nhỏ làm nũng nhau. Lý Hương Quân ngước mắt nhìn trần nhà, hoàn toàn không phản ứng hắn. Nàng cũng không phải thần tiên, không có khả năng từ không biến ra tiền. Hơn nữa, nhớ đến chính sách phá gia kia, nàng lại tức giận một trận. Hắc hắc, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi thông minh cơ trí như vậy, với trí tuệ của ngươi hẳn là sẽ không bị vấn đề nhỏ như vậy gây khó khăn chứ. Lý Hương Quân quay lại Lưu Phong, coi thường nhìn một cái nhưng mà vẫn không lên tiếng. Mỹ nhân tỷ tỷ, thực sự ngươi không để ý tới ta sao? Ban đầu, ta còn định nói chuyện với ngươi cả đêm. Quên đi, bây giờ ngươi đã không để ý tới ta thì ta phải đi thôi. Giọng điệu Lưu Phong tràn đầy ai oán. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi từ từ mà tức giận nha, ta đi trước. Ta nghĩ Khuynh Thành nhất định hoan nghênh ta. Nói xong Lưu Phong liền xoay người bước đi. Lý Hương Quân đột nhiên đứng dậy hô, đứng lại, không được đi. Sau đó, nàng đi rất nhanh tới trước Lưu Phong chỉ mặt hắn mắng, ngươi là cái đồ vô lương tâm nào đó. Vì ngươi, ta làm lụng vất vả suốt ngày đêm. Đổi lại, ngươi từ thần xã trở về lâu như vậy cũng không đến thăm ta. Cuối cùng hôm nay đến đây, ngươi mở miệng sao mà bạc. Hà hà, mỹ nhân tỷ tỷ, rốt cuộc thì ngươi cũng chịu nói chuyện cùng ta. Lưu Phong xảo quyệt nhấp nháy mắt, ta còn tưởng rằng ngươi không bao giờ để ý ta nữa. Hừ, cái đồ vô lương tâm này. Lý Hương Quân hừ một tiếng, con ngươi xinh đẹp vẫn trừng lên với Lưu Phong. Lưu Phong cười hắc hắc, mặt dày kéo tay Lý Hương Quân, mềm dẻo nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ta biết ta sai rồi. Đêm nay, ta lưu lại đây cùng ngươi tâm sự trắng đêm, xem như nhận lỗi với ngươi được không? Kỳ thật Lưu Phong không nghĩ tới Lý Hương Quân lại có tính trẻ con. Trong trí nhớ hắn, Lý Hương Quân là loại nữ nhân lấy sự nghiệp làm trọng. Cho nên, hắn mới không có cẩn thận lo lắng cho cảm nhận của Lý Hương Quân. Bây giờ xem ra hắn dường như có chút khinh suất. Nữ nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, quả nhiên chỉ số thông minh giảm rất nhiều. Hơn nữa cả với nữ nhân thành thục thì lúc như vậy cũng sẽ giống thiếu nữ mộng mơ. Ta mới không cần ngươi. Lý Hương Quân vẫn chưa nguôi cơn tức, xoay người quay lưng lại Lưu Phong. Lưu Phong cười hắc hắc, từ phía sau ôm nhẹ Lý Hương Quân. Một đôi tay to lại đặt lên bộ ngực sữa nữ nhân, xoa nắn một trận, mỹ nhân tỷ tỷ, của ngươi hình như lại lớn. Lý Hương Quân đột nhiên bị Lưu Phong tập kích, thân hình nhẹ nhàng run lên, trong khoảnh khắc lại yếu ớt vô lực, ngồi phịch trong lòng Lưu Phong, tùy ý để tay to của hắn sờ loạn. Một hồi lâu, Lý Hương Quân hơi thở dốc nói, Phong Nhi, ôm ta lên giường. Lưu Phong nghe lời ôm nàng đến giường, hai tay tiếp tục sờ mó. Hơi thở Lý Hương Quân không ngừng hổn hển, bộ dạng dường như đang rất hưởng thụ. Phong Nhi, chuyện tài chính không phải ta không nghĩ giúp ngươi, chẳng qua ngươi thực sự rất là phá của.
Lý Hương Quân có vẻ đã muốn tha cho Lưu Phong, ngồi dậy rúc vào lồng ngực Lưu Phong, chủ động nói về chuyện tài chính của ba vùng Phúc Thành. Hề hề, vẫn là đi vào khuôn khổ. Lưu Phong mừng thầm một hồi, bàn tay to cũng giảm tốc độ. Hắn cũng không nghĩ bàn chuyện chính sự, sợ Lý Hương Quân lại bất mãn. Mỹ nhân tỷ tỷ, xét về trước mắt thì ta đích thực đốt tiền. Nhưng mà theo lợi ích lâu dài, ta cho rằng vốn bỏ ra là đáng giá. Lưu Phong giải thích một chút. Lý Hương Quân xoay người đối mặt với lồng ngực Lưu Phong, một tay sờ hướng đũng quần hắn, nói, nước xa không giải được khát gần. Chính sách lợi dân của ngươi nói cho cùng vẫn là nửa năm, một năm mới có tiền lời. Bây giờ chỉ sợ chính, ngươi cũng không nói chính xác được. Phúc Thành khác với Phong Thành, nơi này dù sao cũng không phải chỗ lâu dài của ngươi. Ta cảm thấy ngươi không nhất thiết phải kinh doanh như vậy. Muốn ta nói, không bằng tính toán nhân cơ hội này kiếm trác. Nếu như ngươi khăng khăng làm tiếp, ta cho rằng đợi đến khi thu nhập của ngươi có tác động thì chúng ta đã phá sản. Nghe xong lời nói của Ký Hương Quân, Lưu Phong khép hờ mắt cẩn thận tự vấn một chút. Không thể không nói, những lời này của Lý Hương Quân thực là nói đúng đến điểm quan trọng nhất. Lưu Phong quả thật dập khuôn mẫu của Phong Thành để phát triển ba vùng Phúc Thành. Nhưng bây giờ có một vấn đề, cuối cùng thì hắn có thể ở Phúc Thành bao lâu? Quả là một câu hỏi. Phong Nhi, hãy nghe ta nói. Bỏ đi thôi, lão hoàng đế sẽ không cho ngươi vĩnh viễn chiếm giữ Phúc Thành. Lý Hương Quân nhẹ nhàng xoa bóp hạ thể nam nhân, hạ giọng nói, tối đa không cần thay đổi chính sách trước đây của ba vùng Phúc Thành, nhưng với những thành trì mới chiếm lĩnh thì không thể tiếp tục như vậy. Theo tin tình báo mới nhất từ Kinh Đô chuyển đến, kế hoạch viễn chinh lần này của lão hoàng đế xem chừng lại một lần nữa chết yểu. Chúng ta không có khả năng diệt Phù Tang và Cao Lệ. Với tình huống như vậy, chi bằng chúng ta tính toán chiếm đoạt tứ phía một phen rồi quay về Phong Thành. Phong Thành mới là chỗ lâu dài của chúng ta. Lưu Phong thoáng suy nghĩ, cảm thấy được phân tích của Lý Hương Quân, quả thật như thực tế, đã nói đến trọng điểm. Lần viễn chinh thứ hai của lão hoàng đế có vẻ lại thêm một lần sinh non. Nếu không có trăm vạn đại quân của lão hoàng đế chống đỡ, một mình Lưu Phong ở Phúc Thành căn bản không được bao lâu. Tuy rằng trước đó đã cùng Phỉ Nhi ký kết hiệp định, lại có sự hợp tác của Phù Tang Nhị Vương Tử. Nhưng mà vẫn quá nhiều những điều không thể xác định. Với việc lãng phí thời gian ở đó, không bằng sớm rút ra trở về Phong Thành, tập trung phát triển thế lực Phong Thành. Lưu Phong gật đầu nói, được rồi, ta chấp nhận đề nghị của ngươi. Tạm thời không thay đổi chính sách ba vùng Phúc Thành. Tăng kinh doanh thiên thượng nhân gian, về sau công phá thành trì thì lấy việc chiếm đoạt là chính. Miễn nó, dù sao đều là thành trì của quỷ tử và bổng tử, lão tử đốt phá chém giết cướp bóc cũng chả có phải chịu tội gì. Ngươi cái đồ bướng bỉnh này, cuối cùng vướng mắc cũng thông suốt. Lý Hương Quân nghe thấy Lưu Phong chấp nhận đề nghị của chính mình, trong lòng lập tức thấy vui vẻ. Chỉ cần tiểu gia hỏa này không phá của nữa là nàng yên tâm. Lưu Phong mắt lộ vẻ tinh quái, một tay hé cổ, áo nữ nhân, bàn tay to ra sức xoa nắn vài cái, nói, mỹ nhân tỷ tỷ, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, để đền đáp chỉ giáo của ngươi, ta quyết định đêm nay hảo hảo mà khao ngươi. Lý Hương Quân ngực bị tập kích, nhất thời duyên dáng rên to một tiếng, khuôn mặt lập tức tràn ngập mị ý rung động lòng người. Phong Nhi, đêm nay ngươi cần phải xuất chút lực a, đầu tiên đem thiếu thốn mấy ngày nay của ta mà bù đắp lại nha. Lý Hương Quân hơi thở thơm ngát vòng tay quanh cổ Lưu Phong, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ dục vọng. Phong Nhi, trong thời gian này ngươi có nghĩ đến ta? Lý Hương Quân không tha tóm lấy hạ thể Lưu Phong, khóe miệng lộ ra một nét tươi cười hỏi. Lưu Phong hưởng thụ bộ ngực sung mãn của nữ nhân, cười hắc hắc nói, nghĩ tới, đương nhiên nghĩ chứ. Buổi tối mỗi ngày ta đều nhớ ngươi, ta mà tin được sao? Lý Hương Quân mị nhãn như tơ, ngoài miệng nói không tin, nhưng là trong lòng cũng thấy phi thường ngọt ngào. Nàng dường như khiêu khích với Lưu Phong ngọt ngào nói, đêm nay ta muốn đẻ ngươi. Đúng rồi, ta phát hiện hình như ngươi đã hòa giải với Tam Sư Tôn. Nếu ta không nhầm thì cái đồ đại sắc lang ngươi cũng bắt Tam Sư Tôn rồi. Xú tiểu tử, ngươi thực là diễm phúc tề thiên a. Nghe thường tiên tử, một mỹ nhân thiên hạ như vậy mà cũng theo ngươi, thật sự là. Nói tới đây, trong đôi mắt quyến rũ của Lý Hương Quân xuất hiện một tia xuân tình, liệu các ngươi có làm? Tim Lưu Phong thầm đập nhanh. Sức quan sát của mỹ nhân tỷ tỷ cũng quá cao, kỳ thật mấy ngày nay hắn cùng Nghê Thường cố ý duy trì một khoảng cách. Vậy mà vẫn bị nàng nhìn ra một ít manh mối. Đừng nói bậy, ta cùng Tam Sư Tôn thuần túy là tình thầy trò.
Lưu Phong phủ nhận nói. Thật ư? Lý Hương Quân hừ một tiếng nói, Phong Hy, ngươi đừng gạt ta, trực giác chính xác của nữ nhân đã nhìn ra được quan hệ các ngươi không bình thường. Chẳng qua bây giờ ta không thể xác định, rốt cuộc các ngươi đã làm chuyện đó chưa? Lưu Phong vội vàng nói, mỹ nhân tỷ tỷ, không được nói bậy, cho đến giờ chúng ta vẫn còn trong sạch. Ha ha, xem ngươi vội chưa kìa, chắc là sợ làm bại hoại thanh danh của Tam Sư Tôn rồi. Lý Hương Quân mỉm cười nói, nhìn cái vẻ khẩn trương của ngươi, hơn phân nửa các ngươi đúng là trong sạch. Chẳng qua, ta không tin trong lòng các ngươi không nghĩ tới. Phong Nhi, nói thật đi, thực ngươi muốn làm Tam Sư Tôn ngươi sao? Lý Hương Quân dường như quyến rũ hỏi han, đôi tay nhỏ bé thành thạo khiêu khích hạ thân Lưu Phong. Lưu Phong bỗng nhiên thấy bụng nóng lên một trận, quả thật trong lòng có chút chờ mong. Chính là vừa mới đây thôi, ngoại trừ việc hắn thừa cơ không chuẩn bị để hôn môi một chút bên ngoài thì cũng không có nhiều cơ hội mà mờ ám. Mỹ nhân tỷ tỷ, hôm nay thuộc về hai người chúng ta thôi, ta mong rằng không nên đàm luận chuyện người khác. Lưu Phong ra sức khống chế tình cảm bản thân, không để cho mơ tưởng quá mức tới nghê thường. Trong đôi mắt quyến rũ của Lý Hương Quân hiện lên một ánh khác thường. Hình như từ ánh mắt Lưu Phong đã nhìn thấy một cái gì đó. Ngọt ngào nói, Phong Nhi, nói không chừng Tam Sư Tôn ngươi cũng muốn cho ngươi làm. Lý Hương Quân mở miệng, đầu lưỡi đỏ thẫm thoáng liếm môi, lẳng lơ nói mập mờ đùa giỡn. Lưu Phong nghe thế xúc động một hồi, khí nóng trong bụng từ từ bốc lên. Lý Hương Quân hơi hổn hển nói, Phong Nhi, bằng không ngươi cho ta là Tam Sư Tôn mà hưởng thụ một lần đi. Phong Nhi, Tam Sư Tôn cho ngươi cái này được không nào? Không thoải mái à? Trời ơi, không biết, Tam Sư Tôn cho ngươi xem cái này. Một câu Tam Sư Tôn nghe được, trong lòng Lưu Phong rung động, trong đầu tức thì hiện ra dung mạo thanh lệ thoát tục của Nghê Thường, tâm thần không khỏi một trận kích động. Lý Hương Quân thấy ánh mắt Lưu Phong thất lạc, mỉm cười đẩy hắn ngã ra giường, hai tay liên tục triền miên âu yếm. Chẳng mấy chốc đã bỏ quần áo của hắn đi, lộ ra nam nhân rắn chắc lõa thể. Nhìn thân thể kiện mỹ của Lưu Phong, hai má Lý Hương Quân xuất hiện một mảng ửng hồng động lòng người, nàng đột nhiên quỳ ở trên giường, cúi đầu hôn hạ thân Lưu Phong. Hôn môi vài cái, Lý Hương Quân nghịch ngợm le lưỡi, mặt mày như tơ, phong tình vạn chủng hướng Lưu Phong nói, Phong Hy, để cho Tam Sư Tôn hảo hảo yêu ngươi không? Nói một câu lại lần nữa trêu ghẹo Lưu Phong làm nhiệt huyết sôi trào. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi chính là ngươi, đừng như vậy nữa được không? Tuy rằng nhân vật sắm vai như vậy làm cho Lưu Phong cảm thấy thật kích thích, nhưng dù sao Lưu Phong vẫn cảm thấy làm như vậy đối với Nghê Thường có chút khinh thường, đối với Lý Hương Quân là hơi không công bằng. Lý Hương Quân lãnh đạm cười, ngươi không vui sao? Lưu Phong do dự một chút nói, ta thừa nhận, ta cũng hơi thích. Nhưng làm thế này là không công bằng với ngươi, lại cũng bất kính với Tam Sư Tôn ta. Lý Hương Quân nghe vậy, trong mắt hiện lên nét vui mừng, thầm nghĩ, coi như tiểu tử ngươi còn có lương tâm. Ngừng một chút, trong đôi mắt đẹp của Lý Hương Quân hiện lên một tia hớp hồn đoạt ý, cười nói, kỳ thật cũng không có gì, nếu ngươi thực sự thích thì không bằng chúng ta lại tiếp tục đùa. Làm như vậy ta cũng thấy kích thích. Phong Nhi, không cần lừa gạt chính mình. Ta biết kỳ thực ngươi, rất muốn Tam Sư Tôn ngươi. Ngươi xem của ngươi nơi này rất lớn à. Nói xong Lý Hương Quân còn tinh quái cố tình cầm bổng bổng nóng rực kia khiêu khích một chút. Cho dẫn dụ này, Lưu Phong thầm hô muốn chết, hơi thở lập tức dâng lên hồng hộc. Ha ha, phản ứng mãnh liệt như vậy, xem ra ngươi vô cùng mơ ước được làm cùng Tam Sư Tôn a. Lý Hương Quân một mặt cười, một mặt dùng tay nhỏ bé kinh hoạt vuốt ve. Thân thể áp vào Lưu Phong, cái miệng nhỏ nhắn ghé vào tai hắn thổi hơi, nói, Phong Hy, đêm nay ta chính là Tam Sư Tôn của ngươi, ngươi tận tình hưởng thụ đi. Hơi thơm thổi tới, Lưu Phong chỉ cảm thấy lỗ tai tê dại một trận, khoái cảm hạ thân bắt đầu nổi lên. Không thể không nói, nhân vật do Lý Hương Quân đóng hoàn toàn cho hắn hưởng thụ một cỗ kích động mãnh liệt khác thường. Thế nào, Phong Hy, có cảm thấy không là rất kích thích à? Lý Hương Quân vẻ mặt danh mãnh, miệng trực tiếp dán vào tai hắn vừa nói chuyện. Hơi thở thơm ngát, lại vừa dùng đôi tay nhỏ vận hết khả năng chòng ghẹo hạ thân Lưu Phong. Tinh thần cùng thân thể hai mặt kích thích làm cho Lưu Phong trải nghiệm một cỗ khoái cảm trước nay chưa từng có, tiếng thở dốc càng nổi lên mãnh liệt. Phong Nhi, nghe ta nói, hãy nhắm mắt lại coi ta như là Tam Sư Tôn Nghê Thường của ngươi. Lý Hương Quân chớp đôi mắt to, vặn vẹo thân mình nhìn Lưu Phong nói. Lưu Phong vốn định nói không,
nhưng là khoái cảm mãnh liệt kia lại làm cho hắn không có cơ hội nói chuyện. Theo bản năng hắn nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra dung nhan Tam Sư Tôn. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 729, ta đến đưa thư. Khi tưởng tượng đến đây chính là Tam Sư Tôn Nghê Thường đã giúp khiêu khích hạ thân hắn. Một dòng nhiệt lưu lập tức bùng lên ở Tiểu Phúc, hạ thân dường như có thể phun ra bất kỳ lúc nào. Lý Hương Quân đang nằm trên người Lưu Phong, nàng nhạy bén cảm nhận được sự kích động của Lưu Phong. Hai tay không ngừng gia tăng tốc độ, chế nhạo nói, Đại Sắc Lang, nhìn ngươi kích động như vậy, xem ra ngươi phi thường mong muốn cùng Tam Sư Tôn ngươi làm. Phong Nhi, sờ ta, sờ Tam Sư Tôn chỗ này. Tuyệt, Lý Hương Quân cũng là lần đầu tiên làm như vậy nên cùng cảm nhận được một niềm vui sướng khác thường. Nàng cảm giác thấy hạ thân mình hơi ướt, vội vàng kéo tay Lưu Phong khiến cho hắn vuốt ve nơi đó. Lưu Phong có phần không chịu nổi, mạnh mẽ nhổng lên, đem cả người Lý Hương Quân đặt dưới thân, bao nhiêu nội y trên người nàng đều lột đi cả. Phong Nhi, ngươi thực sự nghĩ làm Tam Sư Tôn như vậy à? Lý Hương Quân mị nhãn như tơ, cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng hé ra thở gấp. Hai chân gắt gao kẹp chặt lấy lưng Lưu Phong, đồn bộ rơi mạnh một cái, làm cho hạ thân Lưu Phong thẳng tiến vào cơ thể nàng. Phong Nhi, nhanh lên, Tam Sư Tôn muốn. Lý Hương Quân chủ động đong đưa đồn bộ, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thẹn thùng. Tâm trạng Lưu Phong lại phơi phới, ra sức lắc lư lưng mình. À, theo đợt trùng kích mãnh liệt của Lưu Phong làm tiêu hồn thực cốt, khoái cảm như thủy triều tràn vào tâm thần Lý Hương Quân. Rên rỉ, thở dốc, va đập thân thể, trong phòng hình thành một khúc nhạc tối nguyên thủy. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, hai người đồng thời rên lên một tiếng. Thân thể theo nhịp điệu run rẩy dục vọng đạt tới đỉnh điểm. Sau khi kích tình vui vẻ, trong phòng khôi phục sự yên lặng. Đôi nam nữ trên giường gắt gao ôm nhau, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương, hưởng thụ dư vị tình cảm mãnh liệt. Lúc lâu sau, Lý Hương Quân nhéo nhẹ tiểu bổng bổng Lưu Phong, mập mờ cười nói, muốn cùng Tam Sư Tôn ngươi làm, vậy chủ động một tí, mạnh dạn một chút. Lưu Phong lúc này đã lấy lại lý trí, miệng liền nói cứng, nói bậy, ta mới không có. Xú tiểu tử, còn không thừa nhận, ban nãy miệng ngươi thảo luận cái gì? Lý Hương Quân gại gại người Lưu Phong, mắt lộ vẻ tinh quái nói, nếu mà ngươi không thừa nhận, ta liền đem sự tình hôm nay nói cho Tam Sư Tôn ngươi. Nói rằng ngươi buộc ta đóng nhân vật sắm vai. Lời này vừa nói, Lưu Phong nghe được tâm lý dựng ngược. Ngoan nào, lời này không thể nói lung tung à. Ngộ nhỡ Tam Sư Tôn nghe được, không chừng còn tưởng rằng ta là người như thế nào. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi cũng không được nói ấu nha. Bằng không ta tố ngươi phỉ báng. Phỉ báng cái gì? Nguồn gốc là trong lòng ngươi đã nghĩ đem Tam Sư Tôn ngươi làm tới. Chuyện tình lúc nãy đã có thể chứng minh rõ ràng rồi. Lý Hương Quân ha hả cười nói cho cùng thì chính ngươi cũng đã gọi ta là Tam Sư Tôn. Tiểu tử, đừng có nghĩ là chối được nha. Quên đi, ta sợ ngươi rồi, coi như quên nhé. Có điều, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi nên giúp ta giữ bí mật a, ngàn vạn lần cũng không thể nói cho người khác. Lưu Phong hoàn toàn đầu hàng. Lý Hương Quân cười hắc hắc, tiểu tử, từ hôm nay trở đi nhược điểm của ngươi nằm trong tay ta. Về sau nên cẩn thận một chút, nếu không, hừ hừ. Lưu Phong sầu muộn một hồi, ban đầu chuyện nhân vật sắm vai này là do chính nàng đạo diễn. Giờ thì đảo ngược lại thành ra nhược điểm áp chế bản thân mình, không có thiên lý à. Phong Nhi, ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi thì ta có một chút quan trọng chứ? Cũng là Tam Sư Tôn ngươi quan trọng hơn một ít. Ngươi cần phải nói thật à, nếu không cẩn thận ta mật báo. Lý Hương Quân đột nhiên nghiêm túc hỏi han. Lưu Phong vội vàng nói, đương nhiên ngươi là quan trọng. Loại vấn đề này, chỉ cần là nam nhân, ai là người hỏi, ai là người quan trọng, nghĩ đến đều biết là cần phải trả lời như thế nào. Ta mới không tin đâu, ngươi dám coi ta như mặt Tam Sư Tôn ngươi cùng thắm thiết sao? Lý Hương Quân chớp chớp đại nhãn tình nhìn Lưu Phong khiêu khích mà hỏi tới, có cái gì mà không dám? Đừng có nghe Lưu Phong nói cứng rắn như vậy, kỳ thật trong lòng hắn cũng có một nỗi sợ hãi. Lý Hương Quân có nét mập mờ trong ánh mắt trêu ngẹo, dám thật hả, vậy chúng ta thử tiếp nha. Lưu Phong âm thầm cười khổ, vội vàng nói, như vậy thì không tốt, chẳng lẽ ngươi không sợ bị người khác nhìn đến? Ngươi không đủ dũng cảm sao? Lý Hương Quân phản đối nói,
Dù sao mọi người về sau đều là tỉ muội, ta có gì mà sợ. Cùng lắm sau này lúc các ngươi làm, ta lại tới xem không đến nơi được sao. Nói ư, như thế nào không nói, hay là không dám à? Lý Hương Quân dường như có vẻ không giống như là không buông tha. Lưu Phong hơi chột dạ, cố tình tránh ánh mắt Lý Hương Quân, cười một tiếng nói, có cơ hội thử xem. Phong Nhi, nghe ta nói này, bốn vị tiên tử sư môn ngươi, ngươi đều muốn làm sao? Lý Hương Quân đột nhiên mờ ám hỏi. Tim Lưu Phong đập nhanh một trận, mỹ nhân tỷ tỷ như thế nào mà lại nói luôn không kịp ngăn lại. Nhưng mà nói đi còn nói lại, cho tới giờ Lưu Phong không dám mơ tưởng tới việc thu cả bốn vị sư tôn tiên tử. Những người khác không nói đến, mà đại sư tôn Tần Thủy Giao cũng nói sao. Chính là Lưu Phong có ăn hùng tâm báo đảm cũng không dám nghĩ tới. Nói đi, có phải ngươi đều muốn thu không? Lưu Phong khóe miệng giật giật, đang lúc nói chuyện lại nghe thấy tiếng động khác thường ngoài cửa. Hắn ngưng đọng ánh mắt nhìn ra phía cửa, dường như có một thân ảnh chuyển động rất nhanh. Có người, ngươi có thấy rõ hay không vậy, là ai? Lý Hương Quân hình như cũng cảm thấy không ổn. Không thấy rõ ràng lắm, nhưng mà hẳn là người trong phủ. Có thể xuất hiện trong lúc này, đương nhiên đều là người trong phủ hầu tước Lưu Phong. Người ngoài mà nói, cũng không có bản sự mà vào. Kỳ thật theo bóng dáng của người nọ Lưu Phong đã đoán ra thân thế nàng, chỉ là không muốn nói cho Lý Hương Quân. Mỹ nhân tỷ tỷ, chuyện tài chính ba vùng Phúc Thành thì ngươi để ý nhiều nha, ta còn có một vài việc cần xử lý. Lưu Phong muốn đuổi theo tới để chứng minh suy đoán của mình. Lý Hương Quân gật gật đầu nói, biết rồi, chỉ cần cái đồ phá ra nhà ngươi không dính vào, vấn đề tài chính Phúc Thành không sợ không cứu được. Sau khi thỏa mãn, Lý Hương Quân rốt cục không hề từ chối. Lưu Phong mặc quần áo, theo khí tức thi triển thất tinh bộ đuổi tới. Ở hoa viên nhỏ bắt kịp người kia, quả nhiên là Tam Sư Tôn Nghê Thường. Nghê Thường Sư Tôn, làm sao mà người đi nhanh vậy? Lưu Phong theo sau Nghê Thường gọi. Nghê Thường nghe vậy, thân hình khẽ run một cái, thoáng do dự một chút rồi dừng lại, nhưng không có ngoái đầu. Lúc nãy, nàng đứng trước cửa sổ phòng Lý Hương Quân đã chứng kiến toàn bộ chuyện hai người kích tình. Đến giờ trong lòng nàng vẫn còn sao động, nhất là khuôn mặt vẫn còn phốt mảng hồng hiện lên, nàng sợ bị Lưu Phong nhìn thấy. Phong Nhi, là ngươi à, tìm ta có việc sao? Lúc này cơ bản Nghê Thường không muốn gặp Lưu Phong. Nhưng mà tìm cớ, cuối cùng không thể làm bộ không nghe thấy gì. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là vừa nhìn thấy ngươi đi qua. Nếu như không có gì nói, chi bằng chúng ta cùng nhau tâm sự. Lưu Phong cũng không có nói toạc việc Nghê Thường rình coi lúc trước. Tình cảnh kích tình ướt át mãnh liệt lúc nãy vẫn luôn hiện lên trong đầu Nghê Thường, đến lúc này khuôn mặt nàng vẫn còn hồng nhuận. Thậm chí Nghê Thường hơi sợ cùng một chỗ với Lưu Phong. Phong Nhi, không còn sớm nữa, ta muốn quay về nghỉ ngơi. Nếu ngươi không có chuyện gì khẩn cấp, không bằng để lúc khác chúng ta tìm cơ hội tán gẫu. Nghê Thường từ chối nói, Nghê Thường sư tôn a, vẫn là da mặt còn mỏng. Nhưng mà, lão tử chính là thích giọng điệu này. Thực ra Lưu Phong cũng có chút được voi vòi tiên. Vừa mới cùng phối hợp với Lý Hương Quân giả đóng Nghê Thường, bây giờ lại đứng ngay trước mặt nàng, ít nhiều trong lòng hắn cũng có nhộn nhạo. Tam sư tôn, chọn ngày không bằng chọn lúc, ta cùng nhau tâm sự đi. Nói xong, Lưu Phong bước tới giữ chặt tay Nghê Thường, cùng nhau đi vào nhà nghỉ mát trong vườn hoa nhỏ. Tam sư tôn, có phải mấy hôm nay ngươi cố tình tránh ta? Như thế nào mà ta không nhìn thấy được bóng ngươi? Hai người ngồi trên ghế trong chòi nghỉ mát, Lưu Phong có vẻ không vui hỏi. Nghê Thường bị Lưu Phong nắm tay, trong lòng rung động dịu dàng. Nhớ tới câu nói cuối cùng Lưu Phong nói to lúc nãy, trong đôi mắt ngọc đầy vẻ xấu hổ, thậm chí không dám nhìn ánh mắt Lưu Phong. Nào có a, chính là mấy hôm nay ngươi bận quá. Kỳ thật, mấy ngày nay Nghê Thường chẳng những không trốn tránh Lưu Phong, ngược lại mấy lần còn muốn đi tìm hắn đem trao lá thư kia của Đình Nhi. Chính là Lưu Phong thật sự bận quá, mỗi ngày đều chạy qua lại ba vùng Phúc Thành. Nghe thường thấy hắn vất vả cũng không muốn quấy rầy hắn. Hôm nay, nàng nguyên bản chính là vô ý đi qua phòng Lý Hương Quân. Ai ngờ đột nhiên nghe được một tiếng tam sư tôn, xuất phát từ tò mò, nàng len lén đi tới ngồi xổm ở cửa sổ để xem. Kết quả là không thấy không sao, vừa thấy đã sợ nhảy dựng lên. Lưu Phong cùng Lý Hương Quân lõa lồ triền miên cùng một chỗ, miệng ngang nhiên kêu chính tên mình. Hơn nữa, Lý Hương Quan kia cũng nhất mực xưng tam sư tôn. Nhìn cảnh ướt át như vậy, Nghê Thường vừa sợ vừa thẹn. Mấy lần,
nàng đều muốn tránh đi, nhưng mà hai chân không nghe chính mình sai khiến. Nghe một hồi, nhìn một hồi, cuối cùng nàng biết rõ ràng tình huống trong phòng. Hóa ra Lý Hương Quân đóng giả chính mình. Mới đầu, Nghe Thường còn hơi bực mình thầm nghĩ, hai người này quả không biết xấu hổ. Nhưng mà nghĩ lại cảnh tượng, chính biểu hiện bất chính này cho biết Xú Tiểu Tử yêu mình cỡ nào. Xem mãi đến màn cuối cùng, Nghe Thường mới giơ hai tay ôm ngực, tim đập dồn dập vội vàng rời đi. Ai ngờ làm kinh động Lưu Phong bị hắn đuổi theo tới đây. Nga, là như thế này à, ta còn tưởng Tam Sư Tôn cố tình không để ý tới ta, làm hại ta mỗi ngày thương tâm. Lưu Phong cười hắc hắc, hai tay nhẹ nhàng kéo Nghe Thường vào ngực mình. Hai tay quấn quanh lưng, miệng thì hướng về đôi môi anh đào xinh đẹp ướt át hôn tới. Nghe Thường hơi kinh hãi, vội vàng đưa tay đẩy Lưu Phong ra. Nhưng mà Lưu Phong đã sớm có chuẩn bị, mặc cho nàng đẩy mạnh như thế nào hắn đều giống như bàn thạch không nhúc nhích. Phong Nhi, không cần như vậy. Người. Nghe Thường đáng thương chưa kịp nói xong một câu, cái miệng nhỏ nhắn cũng đã bị Lưu Phong hôn trụ, toàn thân không khỏi tê dại, cả người không còn sức lực. Hai tay Lưu Phong vuốt ve lưng nữ nhân, đầu lưỡi tung hoành ngang dọc mà tiến tới dò xét miệng nữ nhân, càng không ngừng mút vào. Nghe Thường nhất thời vừa thẹn vừa sợ, lại còn có chút hơi vui sướng. Dần dần, hình như nàng biết hưởng thụ môi hôn hơi thô bạo của Lưu Phong. Nhất là thành thục mút, mỗi lần mút vào đều làm toàn thân Nghe Thường nhịn không được run rẩy một trận. Thân mình nhẹ nhàng bay bổng giống như đang cưỡi trên mây. Đây là hương vị tình yêu sao? Ý chí Nghe Thường dường như bị nụ hôn của Lưu Phong làm chìm xuống luôn, sự phản kháng trước kia hoàn toàn tiêu tan. Nàng thậm chí còn dùng đầu lưỡi thơm tho mà nghênh đón hắn. Nhưng mà cuối cùng vì vẫn còn xấu hổ nên nàng bỏ mặc, đành bị động đón nhận nam nhân khiêu khích. Thật là vui sướng, hơi thở nàng đứt quãng thậm chí phát ra vài tiếng rên, rỉ nhẹ nhàng. Đương nhiên âm thanh rất nhỏ, nhưng giống như mất hồn. Té ra nam nữ hôn môi, đúng là không ngờ là chuyện tình vui mừng như vậy, nếu là làm cái kia. Phi phi, ta sao lại có thể nghĩ như vậy? Nghe Thường cảm thấy thẹn vì ý tưởng không biết xấu hổ của chính mình. Theo sự trêu ghẹo hôn môi của Lưu Phong, lúc này mặt mũi Nghe Thường đã đỏ ửng, mắt ngọc nhắm chặt. Ngay khi nàng quyết định vươn đầu lưỡi mút Lưu Phong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngừng hôn môi cười hắc hắc, thực xin lỗi, là ta cầm lòng không đậu. Khi Lưu Phong dừng lại, trong mắt Nghe Thường hiện lên một tia mất mát vô nguyên cớ, dường như nàng có chút dự tính vẫn còn chưa hết. Phong Nhi, Nghe Thường thâm tình gọi Lưu Phong một tiếng, thoáng do dự một chút, hé miệng, khép hờ mắt hướng về phía miệng Lưu Phong vươn tới. Hà hà, nghiện rồi. Lưu Phong âm thầm bật cười, ngay lúc miệng Nghe Thường sắp tiếp cận, hắn đột nhiên quay đầu, né nụ hôn môi của Nghe Thường. Lưu Phong biết Nghe Thường đã có động tâm, đơn giản kín đáo đùa một tí, dùng lạt mềm buộc chặt. Nghe Thường không hôn được môi Lưu Phong, hơi nghi ngờ mở mắt ra đã thấy khuôn mặt nghiêm trang của Lưu Phong, hắn tin tưởng nói, Tam Sư Tôn, chuyện tình vừa rồi người đều đã thấy. Nghe Thường nghe vậy, cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng. Xong rồi, đều bị biết hết. Ta đến đưa thư. Nghe Thường cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, dưới tình thế cấp bách liền nghĩ đến lá thư của Đình Nhi. Chương 730, chuyện tình sớm muốn làm. Đưa thư. Lưu Phong nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt, cái gì mà đưa thư với không đưa thư. Nói đi còn nói lại, chuyện đưa thư này với chuyện rình coi lúc nãy có quan hệ sao? Lưu Phong đương nhiên không có ý thức được lá thư này có tầm quan trọng như thế nào với hắn. Tam Sư Tôn, đừng giả bộ nữa. Ta cũng đã biết lúc nãy ngươi nhìn lén ở trước cửa sổ. Ta cùng Lý Hương Quân làm chuyện đó ngươi đều thấy được chứ? Lưu Phong cố ý nói ra những lời này, rõ ràng là cố tình chọc ghẹo Nghe Thường một chút. Sắc mặt Nghe Thường hơi bối rối, vội vàng nói, chuyện gì cơ? Ta không biết. Ta chỉ có đi ngang qua, ta đi đưa thư. Lưu Phong nhìn bộ dạng lúng túng của Nghe Thường, trong lòng ngầm buồn cười. Đối với cái gọi là đưa thư, hắn chỉ cười trừ không hề để ý. Hắn nghĩ chuyện đó chẳng qua là Nghe Thường quá bối rối, nói không lựa lời, tùy tiện nêu chuyện gì đó. Tam Sư Tôn, rõ ràng người thấy được, như thế nào mà không thừa nhận. Lưu Phong cười, ôm Nghe Thường vào ngực, nghe miệng vào lỗ tai nàng nói, Sư Tôn, thực xin lỗi. Ta biết ta làm như vậy là khinh nhờn ngươi, nhưng mà ta, thật lòng không kìm lòng được a. Không nói dối ngươi, hôm nay ta có một lần đùa thật thoải mái. Nếu là bình thường, Lưu Phong nhất định không dám nói với Nghe Thường như vậy,
nhất là những lời mập mờ như vậy. Nhưng mà bây giờ thì khác, vừa mới vui vẻ mây mưa xong, hắn vẫn còn rối loạn trong lòng, còn chưa có hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Và lại Nghe Thường bây giờ cũng không thật minh bạch lắm, lúc nãy rình coi rồi sau hôn môi đã làm cho nàng hơi mất tỉnh táo. Ta có việc, ta đi trước, hôm nào chúng ta nói chuyện tiếp. Nghe Thường hơi thấy cảm giác có tật giật mình. Kỳ thật cho tới bây giờ nàng đã hai lần rình xem chuyện tình của Lưu Phong. Nếu chuyện này đồn ra, nàng cảm thấy mình sẽ không dám gặp mặt người nào nữa. Nghe Thường sư tôn, ta yêu người. Lưu Phong một phen giữ chặt Nghe Thường đang muốn đứng dậy. Tay to chụp mạnh vào bộ ngực bão mãn xoa nắn một hồi, miệng thì hướng về đôi môi xinh xắn của Nghe Thường mà hôn. Tay miệng cùng dùng, thế là nhanh chóng làm Nghe Thường toàn thân vô lực, không còn đầu óc gì nữa, thôi không đẩy Lưu Phong ra nữa. Hơn nữa sâu trong nội tâm nàng thì được vuốt ve cùng hôn môi vẫn là sung sướng phi thường. Ba ba, ngươi cùng A-di Nghe Thường đang làm cái gì ta? Vào lúc đó, một giọng trẻ con cách đó không xa lanh lảnh truyền đến. Toàn thân quần áo trắng, Tiểu Linh Nhi nắm tay Kiếm Linh đầu bóng nhẵn hoạt bát cùng đi tới. Nghe Thường lúc này đang chìm trong mê đắm bị âm thanh trong trẻo ngây thơ kia làm bừng tỉnh tức khắc, nàng mở to mắt vội vàng đẩy Lưu Phong ra. Ba ba, hình như A-di Nghe Thường không muốn chơi với người, vậy Linh Nhi cùng người đùa nha. Tiểu Linh Nhi đã bước nhanh tới, nhao đầu vào trong ngực Lưu Phong. Hai tay ôm chặt cổ hắn, chụt một cái thoáng hôn luôn lên trán. Ba ba, chúng ta cùng nhau chơi được không? Tiểu Linh Nhi tựa như làm nũng nói. Lưu Phong ngạc nhiên một hồi, trẻ con không phù hợp. Nào phải hắn đang đùa, vậy mà tiểu hài tử này cũng đòi tham dự. Kiếm Linh, đưa Linh Nhi đi chỗ khác chơi nha. Ta cùng sư tôn Nghe Thường muốn bàn chuyện quan trọng. Lưu Phong không vui nói với Kiếm Linh. Kiếm Linh vẻ mặt láo lỉnh cười hắc hắc nói, chủ nhân, kỳ thực chuyện này không liên quan tới ta. Là tiểu Linh Nhi ép ta đến nha. Linh Nhi ngoan đi nào, cùng tiểu quang đầu đi chỗ khác chơi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với A-di Nghe Thường ngươi. Lưu Phong lừa gạt kéo Tiểu Linh Nhi ra khỏi lồng ngực. Tiểu Linh Nhi liếc liếc Nghe Thường, lại nhìn nhìn Lưu Phong khờ khạo nói, rõ ràng các người đang chơi mà. Nếu không chúng ta cùng nhau chơi đi. Một câu nói ra, Kiếm Linh vội vàng trốn vào cơ thể Lưu Phong, ngoan nào, đây chính là chuyện tình loại tai nạn chết người a. Sự việc khó coi như vậy chỉ có thích hợp với con người làm thôi. Ta là Kiếm Linh cao quý cơ mà. Lời trẻ nói dễ thương. Lưu Phong giờ khóc giờ cười, đồ tiểu thí hài ngươi cũng đòi tham dự sao? Cho dù là có chơi đùa thì ngươi cũng còn quá nhỏ đi. Chờ ngươi trưởng thành có thể còn suy xét một chút. Linh Nhi ngoan, ta cho chim nhỏ chơi cùng với ngươi, chờ lát nữa ta xong công việc, sẽ đi tìm ngươi chơi được không? Lưu Phong nói xong liền đem thần điểu Phi Nhi thả ra, ăn sâu. Tiểu Linh Nhi nhìn theo Phi Nhi liền nổi cơn khoái chí, hứng thú nhanh chóng chuyển hướng về phía Phi Nhi. Phi Nhi một trận buồn bực, lúc trước Tiểu Linh Nhi đã không ép nó ăn sâu rồi, vậy hôm nay làm sao đây? Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, Phi Nhi vỗ cánh một cái, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tiểu Linh Nhi tức giận hô, tiểu quang đầu, ra đi. Linh Nhi tỉ tỉ cùng ngươi đuổi bắt chim nhỏ. Tiểu Kiếm Linh cẩn thận cảm nhận, thấy sự tình mà mình dự đoán không phát sinh, lúc này mới dám hiện thân. Không đợi Lưu Phong nổi cáu, hắn đã vội một tay giữ chặt Linh Nhi hóa thành một đạo quang huy màu vàng lợt biến mất tăm. Tam sư tôn, chúng ta tiếp tục đi. Lúc trước Lưu Phong rõ ràng đã cảm thấy Nghe Thường động tâm, bây giờ quấy nhiễu không còn, hắn hy vọng có thể tiếp tục. Lưu Phong, ngươi vô sỉ. Lúc nãy Nghe Thường có hơi thiếu tỉnh táo. Chính là nhờ Tiểu Linh Nhi quấy động nên đã khôi phục minh mẫn. Nhớ lại chuyện tình vừa rồi làm cho nàng xấu hổ không thôi. Tam sư tôn, nam nữ hoan ái căn bản không phải là sự tình bình thường sao? Chúng ta không phải vừa mới. Tốt lắm sao? Lưu Phong có vẻ không ý thức được tâm tư Nghe Thường, dõng dạc nói như trước. Nhớ tới chuyện lúc nãy, Nghe Thường xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không tìm được cái lỗ nào chui xuống. Cho đến giờ, nàng đều cảm thấy mình là nữ nhân tốt, một nữ nhân tốt với truyền thống trong sạch thuần khiết, vậy mà hôm nay lại làm ra cái chuyện dâm đãng như thế này. Kỳ thật Nghe Thường vẫn để ý hình tượng của mình trong lòng Lưu Phong. Chuyện tình hôm nay làm cho nàng cảm thấy hình tượng mình đã bị mất sạch. Có lẽ, Lưu Phong đã nghĩ nàng là nữ nhân tùy tiện, dâm đãng. Nghĩ đến đây, Nghe Thường trắng bệch môi, trong đôi mắt đẹp một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi chảy ra. Lưu Phong tức thì cả kinh,
vốn định tiếp tục kích thích Nghê Thường một chút. Nói không chừng hôm nay quan hệ hai người có thể tiến thêm một bước, ai biết đâu nàng lại rơi lệ. Phong, Nhi, có phải là ngươi đã cho ta là đồ nữ nhân không biết xấu hổ? Nghê Thường nghẹn ngào hỏi. Lưu Phong thở dài một cái, da mặt Tam Sư Tôn vẫn còn mỏng a. Tam Sư Tôn, là ta không tốt, thực xin lỗi. Nhìn bộ dạng nỉ non của Nghê Thường, trong lòng Lưu Phong không khỏi có chút hổ thẹn. Hắn đã sớm biết tính cách Nghê Thường, tính nết nàng khác với nữ nhân khác. Kỳ thật, hôm nay hắn không nên cợt nhả Nghê Thường như vậy. Trong mắt Lưu Phong tràn đầy yêu thương nâng đầu Nghê Thường lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt đẫm, dịu dàng nói nhỏ, Tam Sư Tôn, là ta không tốt, thực xin lỗi. Ngươi là sư tôn tốt, hảo nữ nhân, đừng có liếm, bẩn. Thấy môi Lưu Phong hôn nước mắt của mình, Nghê Thường vội vàng quay đi. Gấp, ngừng khóc, trong đôi mắt nhợt nhạt có chút cảm động. Phong Nhi, ta cũng không gạt ngươi, chuyện của ngươi và Lý Hương Quân quả thực ta đều thấy. Ta, nói tới đây trong mắt Nghê Thường lại hiện lên một nét xấu hổ. Dù sao, dình coi người khác cũng không phải chuyện đạo đức gì. Huống hồ chuyện Lý Hương Quân cùng Lưu Phong làm thật là quá phóng túng. Bây giờ nghĩ lại Nghê Thường cảm thấy có chút không thể tin được. Tam Sư Tôn, thực xin lỗi, là ta không tốt, là ta quá đáng. Lưu Phong lòng đầy áy náy nói, hai má Nghê Thường tái nhợt lập tức phớt ánh hồng. Tình cảnh lúc nãy không ngừng hiện lên trong đầu nàng, tim liền đập như hươu chạy. Phong Nhi, ngươi thực sự rất muốn sao? Nghê Thường đột nhiên thập phần can đảm hỏi. Đầu tiên Lưu Phong ngẩn người, lập tức nghiêm túc gật gật đầu, ân, ta rất muốn. Tuy rằng trong giọng Lưu Phong có chút ngượng ngùng, nhưng mà quả quyết khẳng định như vậy. Nam tử Hán đại trưởng phu, dám yêu, dám hận. Lưu Phong cũng không có gì mà không dám thừa nhận. Nghe thường nghe vậy thân thể vô tình run nhẹ hồi lâu chưa dứt. Lưu Phong đột nhiên hơi hồi hộp, hắn không biết Tam Sư Tôn có ý gì. Hồi lâu sau, Nghe thường chậm rãi mở miệng, Phong Nhi, cho ta một ít thời gian đi. Chờ ta nghĩ bỏ hết mọi thứ, ta cho ngươi. Sau này, ngươi không được cho nữ nhân khác đóng giả ta. Nói tới đây, trong mắt Nghê Thường hiện lên một tia giận dữ, xú tiểu tử, nếu sau này ta phát hiện ngươi cho nữ nhân khác đóng giả ta không tha cho ngươi. Lưu Phong vội vàng nói, Tam Sư Tôn yên tâm, không có lần sau. Ngoan nào, nghe khẩu khí của nàng, có vẻ nàng vẫn muốn nhìn trộm sinh hoạt cá nhân của mình. Chẳng lẽ nàng nghiện dình xem? Hừ. Nghe thường dùng giọng mũi hừ một tiếng, nói, Phong Nhi, sau này ngươi có thể đứng đắn một chút, để tâm tư tập trung tu luyện, đừng làm những chuyện phóng túng nữa. Gương mặt Nghe thường bầy, giờ lấy lại vẻ sư tôn, bắt đầu giáo huấn Lưu Phong. Lưu Phong cười một tiếng, rất muốn nói cho Nghe thường, kỳ thật làm chuyện đó cũng là tu luyện. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn chưa nói. Theo tính cách Nghe thường, hơn phân nửa nghĩ hắn vô liêm sỉ kiếm cớ cho bản thân. Cảm thấy như vậy, Lưu Phong yên lặng là hơn, im lặng là vàng. Nhưng mà Nghê Thường không cho là như vậy, nàng thấy Lưu Phong không nói lời nào, sắc mặt giận dữ, xú tiểu tử, đối với lời ta nói ngươi rõ ràng là không quan tâm. Trời đất chứng giám, đối với lời Tam Sư Tôn ta đều coi như thánh chỉ, Lưu Phong vội vàng bày tỏ thái độ. Tam Sư Tôn, ta luôn tỉ mỉ thưởng thức lời ngươi nói, vì thế kiểm điểm lại ta thấy mình nhầm lẫn. Đúng không? Nghê Thường mỉm cười nói, nếu ngươi nghĩ thật như vậy thì ta an tâm. Đúng rồi, lần trước ở Kinh Đô gặp Tứ Sư Tôn ngươi, nàng nói nàng nhớ ngươi, có thời gian thì viết cho nàng lá thư, đừng để nàng đau lòng. Ân, ta biết. Ngừng một chút Lưu Phong lại nói, Tam Sư Tôn, chuyện ta cùng Lý Hương Quân, mong ngươi bí mật cho. Ngàn vạn lần không nói cho người khác. Nghe thường nghe vậy tức giận nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói khắp thế giới. Xú tiểu tử, nói chuyện này làm ta tức giận, lại, quên đi, không nói nữa. Dù sao ngươi cũng đều đồng ý với ta, về sau không được như vậy nữa. Nếu không ta lại nổi cáu. Tốt lắm, thời gian không còn sớm nữa, ta cũng nên nghỉ ngơi. Nghê Thường đứng dậy muốn từ biệt. Lưu Phong mặt dày giữ chặt tay Nghê Thường hắc hắc cười nói, Tam Sư Tôn, chúng ta đến một nụ hôn chia tay cũng không có sao. Nói đến hôn ly biệt, Nghê Thường liền đến trước Lưu Phong cảm thụ hôn môi. Không thể không nói, mùi vị kia quả là mỹ diệu. Xú tiểu tử, cơ hội trả thù tới. Nghe thường đột nhiên nhớ tới lúc nãy Lưu Phong cố tình quay mặt, làm cho nàng xấu hổ thập phần. Thoáng do dự một chút, Nghe thường hơi hé đôi môi đỏ tươi, mi mắt khép hờ, làm ra bộ để mặc cho đàn ông thưởng thức.
Lưu Phong hơi động tâm, vội vàng há miệng rộng tiếp cận. Đến lúc mồm hắn sắp hôn miệng nhỏ xinh, Nghê Thường mở to hai mắt, quay nhanh đầu né xa, hừ nói, đây là trả lại cho ngươi. Xú tiểu tử, nếu ta không cho phép, ngươi đừng có động chân động tay với ta. Nếu còn muốn nói chuyện, Nghê Thường hầm hừ nói, nếu ngươi không nghe, cẩn thận ta cắt cái của ngươi. Nói xong ánh mắt Nghê Thường quét về phía đũng quần của Lưu Phong. Lưu Phong buồn bực một trận, lúc trước là hắn muốn lạt mềm buộc chặt, mà bây giờ thì kết quả tới quá nhanh. Ngoan nào, hảo sư tôn vừa nhanh vừa mạnh, may mà a còn có nữ nhân khác, nếu không đã bị cấm dục hoàn toàn sao? Lại đây. Nhìn vẻ mặt âm thầm đắc ý của Lưu Phong, Nghê Thường có vẻ đoán được tâm tư hắn, trong bụng hơi tức giận. Bề ngoài Nghê Thường cũng là một dạng câu nhân làm người ta phạm tội, Lưu Phong hơi động tâm. Nghĩ đến chuyện lạt mềm buộc chặt với tam sư tôn, liền thay đổi chủ ý vội vàng đi tới. Phong nhi, kỳ thật có một việc ta đã sớm muốn làm. Nghê Thường nghé miệng vào tai Lưu Phong thổ khí như lan nói nhỏ. Ngay lúc Lưu Phong tâm thần phới phới, Nghê Thường đưa tay về phía đũng quần Lưu Phong dùng sức túm chặt. A! Lưu Phong hét thảm một tiếng, vội vàng lui lại, tay om đũng quần khóc không ra nước mắt. Thì ra tam sư tôn nghĩ đến làm chính việc này. Ban đầu, hắn tưởng Nghê Thường đã thông suốt, muốn dùng tay giúp hắn giải quyết một chút cơ. Cái này của Đình Nhi, nàng giao ta đưa thư cho ngươi. Nàng nói có một số việc, nếu ngươi xem thư này thì sẽ rõ. Nghê Thường nhìn vẻ mặt thống khổ của Lưu Phong, đắc ý cười cười đem lá thư phong bì dán kín, nhét vào ngực Lưu Phong nghiêm túc nói, kỳ thật, ta đến chính là để đưa thư. Các bạn vừa nghe xong tập 73 của bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.